Cho bác mấy hàng đó là cái con thắt lưng. Đấy, hôm nay về mấy lô thắt lưng hàng Mỹ nhá. Lô thắt lưng hàng Mỹ quá ok luôn. Hiện tại thì bên em về cho các bác được hai mã màu là mã màu nâu và mã màu đen. Đấy thì báo giá công khai bác luôn. Giá hiện tại bên em đang bán là 180.000 thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là thắt lưng da bò của Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, da thật 100% luôn. Cam kết bác là da thật 100% và các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa lút liếc cho em thoải mái luôn. Đây, con này màu nâu rất đẹp này. Đấy, con này màu nâu. Con đâu, con màu đen rồi nhỉ? Đây, con màu đen đây. Đây, con này con màu đen này. Mặt thì nói chung là quá là ok luôn. Cái mặt này thì em lựa cái mặt này để nó dễ, các bác dễ sử dụng nhất. Vì chủ yếu là tầm khách của em là toàn khách trung tuổi mà. Nên là mặt này thì các bác rất là dễ dùng này. Đấy, mặt này nó không bị trẻ quá nhá. Đấy, nói chung là phù hợp với các bác trung niên. Đấy. Và mặt này thì em báo luôn thì mặt này nó là con lăn nhá, mặt là con lăn. Cái con lăn này hay của cái con lăn này là các bác không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là các bác có thể đeo vừa hay không. Mà các bác chỉnh cái con lăn này là nghĩa là bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết. Đấy. Nên là các bác yên tâm là bụng to bụng nhỏ là con này nó sử dụng hết này. Đôi khi là ví dụ như là những cái lẫy này, đấy những cái lẫy hoặc là những cái khuy ấy các bác cài vào ấy là nó hay bị hụt. Ví dụ như bác nào bụng to quá thì có khi lại không tới, à nó lại bị thừa quá cái phần cái lẫy này là các bác không cài được, cuối cùng cũng không thể đeo được. Hoặc là những cái bác nào bụng nhỏ quá thì lại không tới. Đấy, không tới được cái phần khuy. Đấy, nên là rất là dở hơi. Đấy thì em sẽ nhập cho bác về cái mã con lăn này. Cái con lăn này thì nó lại là không, nó không, thực ra nó không quan tâm đến là bụng to nhỏ, đều đeo được hết nhá. Bụng to bụng nhỏ là đều đeo được hết luôn. Đấy, không quan trọng kích cỡ. Đó, nói luôn là không quan trọng kích cỡ luôn, nên nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy thì con này là mặt con này là dây màu đen này, con này dây màu đen. Còn con này là dây màu nâu này. Đấy thì tại bên em đã có hai mã màu là màu nâu và màu đen, còn mặt thì nó giống nhau hết luôn. Đấy, mặt giống nhau hết luôn này. Mặt thì sáng choang như gương luôn nhá, soi gương luôn. Giá công khai sẽ là 180.000 một sợi nhá. Đấy, dòng thắt lưng da bò, lên mã em sẽ là thắt lưng da bò. Hàng của Mỹ này. Đây. Made in USA nhá. Hàng này thì 100% da thật luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn nhá. Da thật 100%, cam kết bác luôn. Dùng cực kỳ ok. Cái này này, con này là em đang dùng chắc khoảng tầm là 2 năm nay rồi. Em dùng, chính bản thân em dùng khoảng tầm 2 năm nay rồi. Nói chung là hàng này nó về số lượng ít lắm, nó không về được nhiều đâu ạ. Không về được nhiều đâu. Mỗi lần về chắc được vài chục cái thôi. Đó thì lên mã em sẽ là thắt lưng da bò nâu hoặc là đen nhá. Đấy, 180.000 một sợi này các bác nhá. 180.000 một sợi này. Hàng của Made in USA. Đấy, bao chất bao xài bác luôn đây. Made in USA này. Đấy, Made in USA nhá, quá uy tín luôn. Đó, thắt lưng da bò nâu màu đen 180.000 nhá. Thì các bác lấy màu nào thì cứ báo cho em nhá, để em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đấy, 180.000 một sợi thôi. Giá quá hợp lý luôn. Tiếp theo thì về luôn cho bác mã hàng đó là cái con ví da khâu tay cũng của Mỹ nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái ví da khâu tay. Đấy, có hai, cũng hai mã màu luôn là màu nâu màu đen. Và em báo giá luôn, giá sẽ là 140.000 cho một cái sản phẩm ví da bò khâu tay nha. Đấy, hai màu. Màu này là màu đen này. Đấy, màu đen đây. Màu đen đây các nhá. Con này thì 100% là hàng khâu tay, dùng cực kỳ ok luôn đây. Đấy. Nó khâu hết viền này, khâu hết viền. Đấy, khâu hết viền nhá. Da của nó thì cũng là da nguyên miếng luôn, Made in USA. Đó, thấy rõ không? Made in USA. Rất nhiều ngăn nhá, thoải mái các bác đựng luôn. Đấy, ngăn trong ngăn ngoài này, các bác đựng thẻ này, đựng căn cước công dân, đựng giấy tờ này. Bên trong là các bác đựng tiền nong. Có cả một cái ngăn khóa luôn nhá. Đấy, có cả một ngăn khóa luôn. Hàng này em cũng dùng cùng với lại cái thắt lưng này kìa. Em cũng đang dùng cùng với thắt lưng này các bác nhìn này. Da của nó nguyên miếng luôn nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn. Hàng cũng 100% da thật nhá. Con này là màu đen này. Hàng của nó là nguyên hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này. Màu đen của đây em lấy cho bác, còn màu nâu. Nói chung là các bác mua con này về yên tâm về chất lượng đi. Em bảo hành cho bác về da luôn, bảo hành 2 năm cho bác về da luôn nhá. Nếu có vấn đề ví dụ da chóc, da nổ cho các bác trả lại luôn, yên tâm đi. Đấy. Chuẩn chỉ 100% luôn. Đây, con này con màu nâu. Made in USA nhá, quá ok luôn. Cực kỳ xịn này. Đấy, phần viền này nó đều được là khâu tay hết nhá. Đấy, khâu tay bo chắc chắn chất lượng. Đây em lấy cái con ví của em đang xài này. Đây coi như cái này là em dùng khoảng tầm 2 năm nay này. Cái này thì các bác yên tâm là càng dùng nó càng bóng. Đấy, hay của cái sản phẩm da xịn là các bác cứ càng dùng nó càng bóng mà nó càng đẹp đây này. Made in USA nó vẫn còn tem này. Đấy, thẻ thiết ngân hàng vẫn còn nguyên nhá. Vẫn ngon lành luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác đựng thoải mái, ngăn thẻ rồi ngăn giấy tờ đầy đủ bác luôn. Đó đây. Khâu tay này. Đấy, càng dùng nó càng bóng nha các bác, nhìn bình thường này. Thì em không dùng này. Đấy, con này là mới, không dùng thì nó không bóng lắm như con này này. Càng dùng nó càng bóng, nó càng đẹp luôn. Đấy. Hàng cứ bao chất bao xài bác luôn nhá. Hàng này thì hàng da thật 100% nên các bác yên tâm về chất lượng đi, dùng cực kỳ ok. Đấy.
Nói chung là bỏ ra với cái số tiền chỉ có 140.000 thôi mà xài nó chất lượng thì các bác nên mua. Các bác nên mua ạ. Đấy, con này là con màu đen. Con này là con màu nâu nhá các bác nhá. Đấy thì bên em đang bán đồng giá là hai mã này sẽ là 140.000 một cây nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái ví da khâu tay màu nâu màu đen nhá. Đấy, chỉ có 140.000 thôi. Hàng bảo hành da cho bác luôn nhá. Bảo hành cho bác 2 năm về da luôn. Có vấn đề nổ niếc các thứ là bên em đổi bác luôn nhá. Đấy vì cái sản phẩm này anh em cũng đã dùng và trải nghiệm rồi, em thấy rất ok nên em nhập về để bán cho bác này. Made in USA này. Đấy, hàng thì số lượng có hạn, nó không có nhiều đâu. Đấy, hàng số lượng có hạn này. Đây này, có cả ngăn khóa, ngăn đồ các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, ngăn khóa để các bác, cái ngăn trong này các bác đựng những cái tiền nong thứ này. Đấy, ok luôn nhá. Đó, cực kỳ nhiều ngăn các bác đựng thoải mái luôn. Đó. Ví da nhá. 140.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ dao Gunbo Nhật 7 món nhá. Báo giá bác luôn là 750.000 một bộ này. Đấy, giá này là giá công khai và em nói luôn là bộ này là đối với cái giá này thì em bao giá thị trường luôn, cam kết là rẻ nhất thị trường, không có ai bán rẻ nha em. Nói luôn đấy, bình thường là các bác cứ đi hỏi chán chê, hỏi thoải mái cho em đi. 1 triệu lên 900.000, nói thẳng luôn, không phải là có giá 750 đâu. Đấy. Lãi chút ít, lãi tình cảm các bác thôi. Nên là nhà em bán cho các bác với mức giá nó quá là ok luôn. Bộ này thì về các bác dùng thì quá ok rồi. Đấy, bác nào mà có điều kiện thì nói chung là nên mua những cái bộ như này. Đấy, hàng của thương hiệu Gunbo của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn, mới keng beng luôn. Nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện như này, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đóng gói rất kỹ càng nhá, hộp đựng dao này. Đây là cái đế cài này, đóng cực kỳ cẩn thận luôn nhá. Đây. Con này đế cài của nó thì đế cài inox nhá, đế cài inox luôn. Quá xịn này, đóng gói kinh khủng khiếp luôn. Đóng gói này, đóng gói. Đóng gói là không có gì phải chê cả các bạn. Đây là cái đế cài inox, cái đế nặng giá mà. Đây, logo Gunbo này, đây là cái đế cài nhá, đế cài này. Đó. Tiếp theo bên trong thì là dao, đây là cái hộp đựng dao này. Hộp đựng dao nặng trịch luôn. Giá mà. Đây nhá, sẽ có đầu tiên sẽ gồm là một cái cây kéo này. Một cây kéo này có logo Gunbo này. Đấy, một cây kéo sắc bén. Cây này các bác cắt gà vịt thịt xương cá mú thứ cho em ok luôn. Đây. Đấy không? Quá ok luôn. Đây, đấy, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài này. Đây một cây liếc mài. Đây cây cái liếc mài, dao mà nhụt thì các bác cho đây các bác liếc qua cho em cái sắc luôn. Đấy, đây. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bỏ luôn đây này. Đấy, cắm luôn đây này. Đây con em bày đây để em quay cho bác coi. Con này thì là một cái con dao vừa lọc vừa thái này. Con này vừa lọc vừa thái nhá, con này vừa lọc vừa thái. Con này đây, logo Gunbo này. Logo Gunbo nhá, Joskin Japan này, thấy không? Joskin Japan. Tay cầm làm vân chống nhân trượt này, hàng đúc liền thân luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Test dao bác coi luôn. Dòng Gunbo này có yên tâm về chất lượng đi. Không cần phải nghĩ luôn. Có nhìn không? Dã man luôn, đây, cái khủng khiếp luôn. Dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá, cẩn thận em nhá. Các bác cầm cũng cẩn thận nhá. Đấy, không phải chửi cái thằng bán dao, mẹ nó bán dao sắc thế. Đây, cái nhìn này, kinh khủng khiếp luôn. Dã man. Nói chung là bộ này em bán nhiều rồi, nhưng mà có cái là gần Tết em mới bán thôi, chứ còn đợt giữa năm thì bán cho các bác thì thực ra các bác hơi ít mua, nên là chủ yếu bên em bán cuối năm để các bác dùng Tết thôi. Đây, con này còn hoa quả này. Con này thì cũng không sắc, không kém gì con kia luôn. Đấy, con hoa quả này thì cũng quá là sắc luôn. Các bác nhìn này, dao nó phải như này. Đấy, kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là một cái bé này, bé vừa chặt vừa thái này, rồi là vừa làm đủ các kiểu này. Đấy, vừa chặt vừa thái vừa băm này, chặt nhẹ là ok. Đấy. Cái con này tay cầm thiết kế cái phần tay cầm rất là to, cầm rất là vừa tay nhá. Đây dao thái tiết lắc coi, dao chặt nhá. Dao chặt này. Các bác nhìn dao chặt này. Kinh khủng khiếp. Dao chặt mà nó còn hơn cả dao thái luôn nhá. Dã man luôn này. Đấy, kinh. Đấy, con này là con chặt nhẹ này. Tiếp theo là một con chặt chuyên chặt nhá. Con này thì chuyên chặt rồi. Con này chuyên chặt, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Các bác dùng con này chưa? Đấy, con này thì rất là to. Con này rất to. Đấy, chặt gà, vịt, thịt, xương đây. Tiết cho bác con chặt này, các bác cũng choáng luôn này. Đây, những con chặt này. Con chặt tiết nó như này thì. Đấy, con chặt này. Đấy, thực ra dao chặt thì tiết giấy nó hơi khó, nhưng nói chung là nó đã khía được giấy này thì nó cũng rất là sắc rồi các bạn. Đấy, rất là sắc rồi. Đấy, đây. Đường giấy đi rất ok luôn nhá. Đây, đấy, con này chuyên chặt luôn nhá. Đấy, tổng quan.
Một bộ này sẽ gồm có là 7 món thôi nhá, 7 món này. Em đếm lại các con nhá. Đầu tiên là một cái giá đỡ này. Tiếp theo là một cái kéo là 2 này, một cái cây liếc mài là 3 này. Một con dao nhỏ con hoa quả là 4 này, một cái cây vừa lọc vừa thái là 5 này. Một cái cây chặt băm nhẹ là 6 này, một cái cây chuyên là chặt là 7 này. Đấy, tổng quan bộ dao Nhật 7 cây nha. Với mức giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn. Nói chung là cái mức giá này bên em bao giá thị trường luôn. 750.000 bộ nhá, 750.000 bộ và em bao ship tận nhà bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn nhá. Đấy, ưu đãi bao ship tận nhà bác luôn. Chỉ có 750.000 trong một bộ dao Nhật 7 món nha. Đấy, các bác tội gì các bác không mua. Test cho bác rồi, từng con dao một các thứ luôn. Liếc mài kéo cũng ok luôn nhá. Đấy, không gì chê về con này cả. Quá sắc bén, các bác dùng bộ này cho em. Nói chung là bác nào có điều kiện nên mua bộ này nha. Dùng cực kỳ ok. Bền chất lượng mà cái chất dao của nó thì không gì phải chê về dòng combo rồi. Quá ok luôn nhá. Đấy, 750.000 nhá, 750.000. Bao ship tận nhà luôn, 7 món. Đấy, có cả giá đỡ đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc xài thôi. Không cần mua thêm gì cả. Mình dùng là mình dắt luôn lên cái giá đỡ này. Nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn cái căn bếp nhìn nó sang trọng lịch sự này. Đấy, dắt luôn lên đây cho em. Dùng đến đâu là mình lôi ra đấy, lúc nào dùng xong là mình rửa giấy mình dắt vào. Rất gọn gàng ok nhá đây. Đấy, khi nào mà dắt vào nó sẽ nhảy. Quá đẹp luôn này. Đấy, dắt vào sẽ nhảy. Bóng sáng đẹp luôn. Chung là cực kỳ ok. Đây nhá. Đẹp ok luôn. Chỉ có 750.000 thôi. Bao ship đến tận nhà bác luôn. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Đó, chốt đơn luôn các ơi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác nghe, đó là cái bộ dao của Đức nhá. Đấy, bác nào mà không thích dòng của Nhật thì có thể tham khảo dòng của Đức. Đấy, dòng của Đức thì nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 670.000 một bộ thôi. Và bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. Thì đây, bộ dao của Đức, bộ này thì hàng của thương hiệu Willing. Đấy, logo hình hai thằng người. Thương hiệu này chắc là nhiều bác biết về cái thương hiệu này rồi. Rất là nổi tiếng rồi, chuyên về đồ nhà bếp của Đức thôi nha. Đấy, bộ này thì cũng nguyên hộp luôn. Đây, đổi bác coi. Đấy, đóng gói y như bộ kia luôn. Bộ này nói chung là của thằng Đức này nó đang cạnh tranh trực tiếp với thằng Nhật mà. Đấy, hai thằng nó đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đây, bộ này thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có một cái giá đỡ này, cũng 7 món như bộ kia. Đấy, thì bác nào mà kinh tế nó gì, kinh tế nó gọi là thấp hơn một chút thì mình có thể tham khảo bộ này nhá. Đây, logo nổi Willing nha. Đấy, cũng inox 34 nhá, giá đỡ này. Tiếp theo thì đến với bác là cái khay định dao. Đấy, đóng gói hơn cả kỹ là ông Nhật luôn, dính giếc các kiểu. Đây, đấy, đây là combo này, quá thể luôn. Đó, rồi đầu tiên thì đến luôn cho bác là một cái cây kéo này. Đấy, cây này thì cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương thì cực kỳ ngon này rồi. Đấy, đây logo Willing nhá, made in Germany này. Đấy, có logo dập chìm trên sản phẩm luôn, cực kỳ chất lượng. Con này là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt xương, cắt nhà bếp này. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài nhá, một cây liếc mài. Đây, cây này cây liếc mài quá ok luôn. Đấy, bác nào mà dao nhụt thì các bác lấy cái liếc qua chút nha. Đây, cắm luôn này. Đấy, cắm luôn đây. Tiếp theo thì là một cái cây dao thái. Cái này thì cũng để chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc thái, chuyên lọc thái này. Logo Willing này. Đấy, logo Willing. Đấy, đây made in Germany nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Con này chuyên lọc thái nhá, con này lọc thái thì cực kỳ chất lượng, hàng cũng bao sắc ra luôn này. Cho bác xem giấy này. Đấy, con này thì không phải chê rồi, dòng Đức thì quá chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Đây, dã man luôn, đường giấy đi mịn mịn không, nhìn này, đường giấy đi mịn mịn luôn, ok. Đấy, dắt vào đây, dùng xong là bác sắt đây. Cây này thì tiếp theo là một cái cây dao gọt hoa quả đây. Con này thì chuyên bác gọt hoa quả. Đấy, đây chuyên bác gọt hoa quả này. Con này nhỏ nhỏ gọt hoa quả rất hợp lý luôn. Đó, tiếp theo nữa thì là một cái cây dao chặt. Nói chung là bộ này thì nó cũng như kiểu bộ Đức thôi, à bộ Nhật đúng không ạ. Đấy, chặt thì nó sẽ có hai con, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng nhá. Đấy, em quay nhanh bác luôn. Đây, con này là con này là con chặt, con này con chặt nặng này, con này con chặt nhẹ này. Chặt nhẹ này nó sẽ mỏng một chút, con chặt nặng nó dày hơn. Đấy, nói chung là hai con chặt, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng, một con vừa băm vừa chặt này. Đây, đó, logo Willing này, cực kỳ xịn ngon lành nhá. Đó, đây. Đấy, dùng xong rồi các bác cho vào cái giá nha. Đấy, tổng quan bộ sản phẩm đây. Bộ này thì sẽ có giá là 670.000 thôi, 670.000 và cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Có đầy đủ cả giá đỡ thứ đầy đủ luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Đây, em bày ra đây một lần nữa nhá.
bác coi từng món một luôn này. Đấy, quá uy tín luôn. Đây nhá, sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ này, một cây kéo cắt và gà thịt xương cắt nhà bếp này, một cái cây lước mài này, một con dao gọt hoa quả này, một cái con dao lọc thái này, một con chặt nhẹ này, một con chuyên để chặt này, chặt nặng, chặt xương, chặt gà, vịt các thứ ok này. Đấy, tổng quan bộ này cũng 7 món, cũng như cục bộ Nhật luôn, bộ này cạnh tranh trực tiếp với bộ Gunbo Nhật này. Đấy. Thì bộ này sẽ có giá là 670.000 nhá, 670.000 cho một cái bộ dao Đức 7 món nha. Và bên em cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì các bác tham khảo ưng cái bộ nào thì các bác có thể chốt nhá. Đấy, em báo giá lại một lần nữa thì bộ Nhật thì sẽ có giá là 750.000 và bao ship nhá. Còn bộ của Đức thì sẽ có giá là 670.000. Đấy thì các bác cứ cân đối xem ưng cái bộ nào thì cứ báo nha. Thì em sẽ chốt cho bác nhá. Đấy, bộ Đức 670, bộ Nhật 750. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ thớt Đức này, bộ thớt Đức nhá. Bộ này cũng dùng nhà bếp thì cực kỳ ok luôn. Đấy, dòng thớt Đức hai mặt nhá, một mặt inox và một mặt nhựa. Kích thước của nó sẽ là 42 x 30. Báo giá công khai với các bác luôn là 210.000 thôi, 210.000 cho một con sản phẩm này. Con này thì các bác cầm yên tâm, nặng lắm. Nó phải nặng hơn 2 cân mà, nặng kinh khủng khiếp luôn. Nặng trịch luôn nhá. Đấy, nặng hơn 2 cân nhá. Nặng dã man luôn. Đấy. Hai mặt luôn nhá, một mặt inox này, mặt sau là nhựa này. Đấy, mặt nhựa các bác dùng để thái trước các thứ này. Còn cái mặt inox này các bác băm chặt các thứ ok luôn này. Đấy. Logo Wailing này, đây logo Wailing. Inox 304 nhá, Su 304. Đấy, made in Germany. Có phần quai sách này. Toàn bộ cái phần viền ngoài nó đều được bo một cái lớp nhựa nhá. Đấy, vừa chống sốc này, chống trơn trượt này. Các bác để lên cái phần mặt kính, mặt đá ở cái phần bếp nhà mình nó không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, cái ma sát. Cái ma sát của nó rất là tốt luôn. Cái ma sát rất là tốt nhá, nó không bị xê dịch các bạn. Đấy, vì nó ôm rất là chắc vào. Đấy. Và cái mặt inox này là nó thiết kế theo cái dạng là đây này. Các bạn nhìn này, cái vân ngang vân dọc này, các nhìn này, vân ngang vân dọc nhé. Khi mà các bác sử dụng các bác xài nó không bị ấy, nó không bị trơn trượt nhá, bị trơn trượt. Đó, giá thì quá là hạt rẻ rồi. So với mọi năm thì cái mức giá này các bác rất dễ mua luôn. Bình thường em đang bán năm ngoái rồi, đang bán con này khoảng tầm 350.000 cho đến 370.000 con luôn. Đấy, là đấy nó về cái lô này giá nó rất là tốt. Nó chỉ có 210.000 thôi. Đấy, và còn hai mặt luôn, hai mặt và kích thước rất là to. 42 x 30 nhá. Các bác tưởng tượng là 42 x 30 nó rất là to. Đấy, to cực kỳ luôn. Các bác chặt thái cho từ bây giờ thoải mái. Nhà Tết nhất là lắm công việc. Đấy, mình chặt thái cỗ bàn nữa là con này thì quá ok luôn. Đấy, chỉ có 210.000 thôi. Giá quá hạt rẻ. Bình thường các bác mua một chiếc thớt gỗ là nó đã rơi vào khoảng tầm, có những cái thớt đắt nó rơi khoảng tầm 500-600.000. Đấy, nhưng con này là thớt inox nhá, hai mặt luôn. Thớt inox các bác dùng rất là sạch sẽ, yên tâm, không lo nấm mốc này, không lo nó bị cặn bẩn mùn miếc các thứ này. Đấy, các bác dùng thớt inox thì quá là sạch sẽ rồi. Đó. 210k nhá, 210k. Lên mã giúp em sẽ là thớt Đức hai mặt nhá. Kích thước là 42 x 30. Đấy, bao ship cho bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn. Giá cực kỳ tốt. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng. Hôm qua giảm cho bác 100.000, chốt liên tục luôn, chốt điên tòi tọi luôn đấy nhá. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, lô mới luôn. Một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi. Đấy, 5 mũi hàng bãi Nhật nhá, 5 mũi hàng bãi Nhật đây. 2 4 tổng là 5 mũi này, sẽ gồm có cho bác là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. Đây, 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 là cái mũi khoan mà phổ thông khoan nhiều nhất này. Tiếp theo là một cái mũi 8 nhá, một mũi 8. Đấy, một mũi 8 này, một mũi 10 và một mũi này sẽ là mũi 12 là mũi lớn nhất nhá. Mũi này là mũi 12 này, đấy phi 12. Đấy, sẽ gồm có tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Đấy, đây. 6 này, 8 này, 10 này và 12. Đấy, vì em giá hiện tại đây em đang xả kho cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 100.000 bộ thôi. Lên mã cho em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, mũi khoan đa năng 5 mũi, 100k một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi này nó hay ở một cái điểm là cái phần đầu của nó là cái đầu nhọn, cái đầu tên lửa này, các bạn nhìn này. Cái đầu tên lửa nên khi mà các bác khoan ấy, đặc biệt là các bạn khoan những cái phần điều kiện môi trường là ví dụ như là nó trơn trượt như là gạch men các thứ rồi, những cái tường nó trơn. Mà đôi khi các bác dùng cái con mũi khoan tù ấy là không bao giờ là nó bắt vào ngay đâu, nhưng mà con này này các bác nhấp nhả và đều cho em là nó vào rất là ngọt luôn và nó vào đúng cái vị trí mà các bác đánh dấu luôn. Nên là hay ở cái điểm đấy là cái đầu tên lửa này, đây này. Đấy, khoan rất ok. Cái này em cũng đã dùng rồi. Mà đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ tường trơn, đặc biệt là ví dụ như tường gạch men. Đấy, là cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, nói chung là recommend các bác dùng cái con này. Cực kỳ ngon này luôn. Đó, bộ mũi khoan đang giảm giá sập sàn cho bác là chỉ có 100.000 thôi. Bữa trước này em đang bán 150 đấy. Đợt này cuối năm xả kho cho bác dễ mua luôn.
6, 8, 10, 12, 5 mũi nhá, 100 ngàn một bộ coi nhá. Bảo tí sau đem lên luôn cho bác mã hàng đó, cây kéo văn phòng, lên mã sẽ cây kéo văn phòng nha, em báo giá luôn. Đấy, hàng con này hàng của Asaka Japan, lên mã sẽ cây kéo văn phòng. Kéo văn phòng thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30k nhá, 30k cho một cây kéo văn phòng này, 30.000 một cây. Cái cây này thì các bác cắt rất là ngọt ngào. Đấy, mua về cho các cháu này mình cắt giấy cắt tờ này, rồi các bác mua về để cắt giấy, cắt bưu thiếp, cắt giấy tờ rất ok. Chuyên dùng để dùng cho các bác văn phòng nhá, chuyên dùng cho các văn phòng. Đấy, phần lưỡi kéo nó rất là dài. Đấy, đây. Asaka Japan chữ dập chìm thân này. Đấy, dòng thép SK5 nhá, cắt thì cứ bao sắt, bao xài các bác đi. Đấy, cắt cực kỳ ok đây. Các bác nhìn cắt này. Đấy, thấy không? Cắt rất ngọt nhá. Đấy, đặc biệt là bác làm văn phòng cắt giấy tờ các thứ bìa bổng là ok luôn này. Rất ngọt ngào nhá. Đấy, thấy không? Quá ok luôn. Đấy. Ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, lên mã cho mở mấy cái cây kéo văn phòng nhá. Bên em đang gửi bác là 30.000 một cây nha. 30k cho một cây kéo văn phòng nha. Hàng của Asaka Japan. Hàng này hàng mới nguyên vỉ luôn nhá. Mới nguyên vỉ luôn. Cực kỳ ok luôn đấy. Đấy, 30.000 một cây. Tiếp theo, nhiều bác hỏi bên em còn bán tất chân không thì em báo luôn là còn không có nhá. Còn tất chân còn rất là nhiều để phục vụ bác luôn. Đấy, hiện tại em đang có cái dòng tất chân của Nike này. Đấy, tất chân của Nike thì hiện tại bên em nó có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Màu đen màu trắng thì các bác cứ lấy màu nào thì báo nha, bên em sẽ nhặt cho bác màu đấy. Đấy, báo màu trắng lấy màu trắng, báo màu đen lấy màu đen. Bán thì bên em sẽ bán theo lố nhá, bán cả một lố luôn không tách lẻ nhá. Bán cả lố luôn không tách lẻ thì bên em đang bán là một lố 10 đôi nha. 10 đôi tất Nike nhá. 10 đôi thì sẽ có giá là 90k nhá, chỉ có 90k thôi, tính ra là vào có 90.000 một đôi. 9.000 một đôi. Bình thường là các bác ra quán xá là người đang bán là khoảng tầm 15 đến 20.000 đôi luôn đấy. Đấy, nhưng bên em đang bán là chỉ có 90.000 thôi. Dòng tất của Nike. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi. 85% của nó là cốt tông, đi cực kỳ là mát và thoáng chân luôn, đi không bị hôi chân nhá. Đấy, đi không bị hôi chân đây. 85% là cốt tông này. Đấy, đi không bị hôi chân, không bị thối chân nhá, đi rất là mát, thoáng. Đấy, và cũng đủ cái độ dày để giữ ấm đôi chân bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, bên ngoài này, cái đường tất nó rất là mịn này. Đó, rất là mịn luôn nhá. Logo Nike này. Con này là dòng tất cao cổ nhá. Nó đi qua, nó đi lên thì nó sẽ quá mắt cá chân một chút các bạn. Đấy, quá mắt cá chân một chút. Lên mã anh em sẽ là sản phẩm là lố tất của Nike 10 đôi. Đấy, lố tất 10 đôi của Nike thì đang có giá là đi 90k một lố nhá. 90k một lố. Thì hiện tại em đang có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, thì các bác lấy màu nào thì các báo nha. Màu đen màu trắng bán đồng giá là 90.000 cho một lố nhá, bán cả một lố luôn. 90.000 một lố 10 đôi. Đấy, 90k một lố này. Một lố 10 đôi sẽ có giá là 90k cho một lố nhá. 90k một lố thôi. Giá rất bình dân. Nói chung là các bác mua cả lố về mình dùng xài cả năm. Đấy các bác, Tết nhất nơi rồi. Mình mua về. Đấy, Tết nhất mình đi ok luôn nhá. Đấy, rồi các bác mua về mình đi ở nhà thứ giờ đi nó ấm chân. Đấy, đang mùa đông lạnh lẽo các bác đi nó ấm chân này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Nên em sẽ cái bộ kéo cắt tóc nhá. Bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt tóc cắt tai. Đấy, ok luôn. Một cái bộ kéo cắt tóc này sẽ gồm có bác là hai cây nhá, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa này. Hàng này thì của thương hiệu Kai có nhá, của thương hiệu Kai Japan. Đây của Kai. Đấy, Kai Japan này, con này là con kéo cắt thường nhá, con kéo cắt thường. Ngoài ra thì có một cái cây là con cây kéo cắt tỉa này. Đấy, hàng này thì cứ bao chất đi, có yên tâm về chất lượng dùng ok lắm. Đây. Đấy, con này là con kéo cắt tỉa này. Đấy. Con này chuyên để bác tỉa tót này. Đấy, tỉa tót ok luôn. Hàng cũng của Kai Japan nhá. Hai cây nhá, một bộ là hai cây. Và có đi kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, chống sốc, chống bị vênh kéo thứ này, chống rơi kéo vênh kéo này. Đấy, một bộ hai cây này. Giá em báo giá luôn, lên mã sẽ là phẩm là cái bộ kéo cắt tóc nhá. Cái bộ kéo cắt tóc. Bên em đang bán một bộ kéo cắt tóc này với giá sẽ là 140.000 một bộ nhá. Đấy, bộ kéo tóc nhá. 140k cho một cái bộ kéo tóc nhá. Chỉ có 140.000 thôi. Giá rất là bình dân luôn, 140k một bộ nhá. Là bao gồm là hai cây nhá, bao gồm là hai cây. Đấy, hàng của Kai. Bình thường các bác mua bình thường ở những cái quán thứ đang bán 500-600.000 bộ đấy. Bên em ôm lô được cái hàng này, thanh lý xả kho. Đấy, bán nhanh luôn, chỉ có 140.000 bộ thôi. Đấy, của thương hiệu Kai Japan nhá, bộ kéo tóc hai cây. Đấy, có đi kèm đó là cả một cái vỏ đựng này nữa các bác nhá. Vỏ đựng bằng da xịn sò ngon này luôn. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con Batsen Massage. À xin lỗi bác là Batsen Inox này. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này. Đấy, nó sau một thời gian mà lắng chìm, hôm nay thì em nó tiếp tục về. Đấy, tiếp tục hàng về. Hàng của hiệu Osaka Japan nhá, dòng Batsen Inox. Đấy, một bộ này thì em báo giá luôn. Giá tại vì em đang bán một cái bộ Batsen Inox này
với giá chỉ có 110.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ Sen Inox nhá, Sen Inox. Đấy, đang gửi bác là 110.000 bộ này. Đấy, một cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho bác đầy đủ như sau. Đầu tiên sẽ gồm có là một sợi dây này, dài 1,5 m nhá. Dây sẽ là dây inox, dây chống cập, chống rối, chống gãy này. Đấy. Tiếp theo cho bác là một cái bát sen inox rất dày nhá, nhìn này. Đấy, inox rất là dày luôn. Đó, inox cực kỳ dày. Cái gen này của nó sẽ là gen 21 nhá. Đấy, gen 21 SU304. Cái này thì 100% inox, các bác cứ nhận hàng kiểm tra test 500 cho thoải mái luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, sáng bóng ok luôn. Đấy. Tiếp theo nữa thì là đi kèm thêm cho bác nữa là một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ đi kèm. Đấy, giá đỡ cũng bằng inox luôn nhá. Giá đỡ bằng inox luôn. Và có kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn nhá. Đấy, có kèm thêm bác là cả vít nở này luôn. Để về các bác chỉ việc là khoan lỗ, sau đó các bác bắt cái giá đỡ này vào và các bác kết nối với cái bộ sen này với nguồn nước và các bác sử dụng thôi. Rất ok. Riêng những cái sản phẩm mà dòng sen inox bên em bán thì cực kỳ nhiều rồi. Đấy, có những bác lấy đến khoảng tầm 20 bộ luôn. Đấy, bác nào hay đi làm công trình chắc bác biết về cái mã sen inox nha em. Cực kỳ chất lượng và nói chung là không gì phải chê về cái bộ sản phẩm này. Đấy, bán siêu nhiều luôn nhá. Thì hôm nay tiếp tục hàng về. Bác nào bữa trước chưa mua được, đấy, chưa chốt được thì hôm nay các bác vẫn còn nhu cầu, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Số lượng hạn không nhiều đâu, chắc khoảng tầm vài chục bộ thôi. Đấy, không nhanh lại hết đâu các bạn. Đấy, bữa trước cực kỳ là nhanh hết luôn, về chỉ có trong vòng một video lên cái hết sạch luôn. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bác nào chưa tranh thủ hôm nay chốt nhanh luôn nhá. Một cái bộ sản phẩm bao gồm là đầy đủ full combo từ giá đỡ này, ốc vít này cho đến dây dẫn nguồn này, rồi là bát sen đầy đủ một bộ này, về là các bác lắp đặt và là chỉ việc xài thôi, không cần đến mua thêm gì cả. Nhỏ từ những con ốc vít đi là có đầy đủ hết luôn nhá. Với giá là sẽ là 110.000 bộ này nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Sen Inox hàng bãi Nhật nhá, của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, inox 100%, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em. Đấy, test 500 cho em thoải mái nhá. Inox là từ đầu đến chân luôn, từ dây này cho đến bát này cho đến giá đỡ thứ là 100% bằng inox 304 luôn nhá. Đấy, 110.000 bộ thôi. Giá nó cực kỳ là phải chăng mà sản phẩm dùng rất ok luôn đây. Các bác cùng ngắm lại em nó này. Nói chung là siêu phẩm luôn, cực kỳ đẹp mà nói chung là cực kỳ chất lượng. Dùng con này thì các bác yên tâm mà dùng thì siêu bền rồi. Chắc phải dùng cả vài chục năm luôn. Đấy, hàng bãi Nhật thì cứ yên tâm về chất lượng nhá. Quá ok luôn. Đầy đủ full phụ kiện là 110.000 một bộ đâu nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ Sen Inox nhá, 110k một bộ này. Đó. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con mã dao chặt C2. Lên mã em sẽ cái cây mã dao chặt C2 này, tiếp tục hàng về nhá. Cây mã dao chặt C2 này thì em báo giá luôn. Đấy, hôm nay em cũng lên về cái lô này, lô mới, em cũng thanh lý xả kho luôn bác. Lên mã em sẽ là cân dao chặt C2, bữa trước đang bán là 170.000. Hôm nay em về đó một cái mức giá vô cùng là tốt luôn. Giá sẽ chỉ còn là 140.000 nhá, 140k cho một con dao chặt C2 này, chỉ có 140.000 thôi. Một con dao chặt, con này nó của thương hiệu Seki. Đấy, Seki Japan nhá, Seki Japan. Con này các bác chặt thì nói chung là chấm hết đi, không gì phải chê cả luôn. Đây, Seki Japan, chữ dập chìm thân này, hàng made in Japan. Đó, chữ trên thân luôn nhá. Hàng nó thì sẽ là hàng sống dao liền thân. Các bác dùng những con sống dao liền thân này, các bác dùng nó rất là chắc chắn mà dùng yên tâm, dùng nó bền. Đấy, mà khi mà các bác chặt nó yên tâm, không lo bị long chui long cán nhá. Hàng sẽ là tay cầm ốp gỗ 3 đinh tán đấy nhá. Ốp gỗ 3 đinh tán luôn, cực kỳ xịn sò con này, liền thân luôn. Đấy, lưỡi bản lưỡi rất to, các bác chặt rất đầm tay. Đấy, đặc biệt là cho chị em phụ nữ cầm con này rất là vừa vặn này. Đấy, con này nặng khoảng tầm 5 lạng nhá. Đấy, chị em phụ nữ cầm này rất là vừa. Hàng này cứ bao sắc bao sáng luôn đi, chặt thịt gà thì vịt thịt xương sáu thứ ok cho em luôn. Đấy, nói chung là chuyên dùng để chặt nhá, chuyên dùng để chặt mà đặc biệt là dùng cho các chị em phụ nữ, con này cầm rất vừa tay luôn. Đó. Lên mã em sẽ con dao chặt C2 nhá. Dao chặt C2 hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ có 140.000 một cây thôi. 140.000 một cây. Cái bản lưỡi nó khá là to nên các bác chặt nó rất là ok. Đấy, chặt nó rất là đầm, nói chung cầm rất đầm tay nhá. Đây. Đấy, có phần lỗ đeo này, ok luôn. Đấy, con dao chặt C2. Đấy, các bác mua về sử dụng đợt cuối năm này, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Con này là dòng thép SK5 nhá, dòng thép không rỉ nên là các bác dùng rất là yên tâm, sạch sẽ, an toàn, ok. Đó. Dao chặt C2 nhá, của thương hiệu Seki Japan, made in Japan. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác một cây này với giá chỉ có 140.000 một cây thôi. Bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng bao sắc bác luôn, sắc bén lắm. Đấy, lưỡi dao rất là sắc luôn nhá. 140k, giá quá tốt luôn. Sau đó, út lông thiên long thì hàng mới shop tiếp tục về nhá. Hiện tại đang có hai mã là mã màu đỏ và mã màu xanh. Đấy thì các bác lấy mã nào thì các bác cứ nha. Đấy thì bên em sẽ báo giá luôn. Đang bán một cái hộp 10 bút nha, với giá sẽ là đi 50k nhá. Còn nếu các bác mua lẻ thì bên em sẽ bán lẻ theo hình thức là 3 cây một nhá. 3 cây bút thì sẽ có giá là 20k. 3 cây bút là 20k.
ba cây bút lông dầu thì sẽ có giá 20k, còn nếu các bác lấy cả hộp 10 cây nhá, 10 cây thì sẽ có giá là đi 50k nhá. Đấy, nói chung là lấy cả hộp thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, còn tùy nhu cầu. Đây bút này em cũng bản thân em đang dùng, em đang viết. Đấy, mực ra rất là đều, rất ok nhá. Cái này bán nhiều mà cũng nhiều bác hỏi lắm. Đấy, nhiều bác hỏi, nhiều bác thích viết cái như bút này. Đấy, nó cầm nó to tát này. Đấy, con này là màu đỏ này. Đấy, con này là con màu xanh này. Đấy, dòng bút này là bút của Thiên Long nhá, bút bút của Thiên Long nên là cũng yên tâm. Đấy, bút của Thiên Long. Đó. À, màu xanh nhá và màu đỏ nhá thì sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo combo là 3 chiếc một. Cả một cái hộp 10 chiếc bút lông dầu nha thì sẽ có giá là 50k. Đấy, và nếu mà các bác mua lẻ 3 bút một nhá, 3 bút một thì bên em đang bán là 20k cho combo là 3 chiếc bút nhá. Đấy, tùy nhu cầu mình có thể mua lẻ là 3 cái hoặc mua cả một hộp 10 cái về xài dần. Nói chung là em theo em là các bác nên mua 10 cái một. Bình thường là em ra cửa hàng hiệu người đang bán một cái hộp như này nó rơi khoảng tầm là có những cái chỗ người đang bán 100.000, có những chỗ người đang bán ít cũng phải 8-90.000 hộp luôn, thật luôn. Không phải là có giá 50.000 đâu, giá 50.000 giá rất là tốt luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây nhíp kẹp này. Nhiều bác hỏi là bên em còn cái cây nhíp kẹp không thì em nói luôn là bên em còn rồi nhá. Còn và giá thì cũng rất là tốt. Giá này gọi là bán lãi tình cảm thôi. Lên mã em sẽ cái cây nhíp kẹp nhá, nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này thì sẽ có giá là đi 15k một cây nhá. 15k cho một cây nhíp kẹp này, chỉ có 15.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đây. Một cây nhíp kẹp dùng rất ok luôn. Đấy. Cái hay của cây nhíp này thì nó là cái phần đầu nó rất là nhọn này. Đấy, cái phần đầu rất là nhọn nhá, cái đầu nó nhọn nhọn hơn cả kim luôn. Đấy, nên là ví dụ như là những cái chi tiết nhỏ, những cái chi tiết nhỏ như là linh kiện hay thứ đó là con này nó có thể gấp thoải mái này. Đây này. Về tút này, hàng này hàng của hãng luôn nhá, hàng hãng luôn đấy. Đây ví dụ như là những cái sợi này rất là nhỏ nhỏ này là con này có thể gấp luôn này, thấy không? Đấy, gấp luôn nhá, ngon lành luôn. Đấy, những cái sợi nhỏ nhỏ đúng như sợi tóc cũng có thể là gấp ok luôn. Đây. Đây để em lấy cho bác những cái mảnh mảnh nhỏ các bạn này. Đây ví dụ như là một cái mảnh nhỏ như này này. Đấy, một cái mảnh nhỏ nó nhỏ tí như kiểu là cái linh kiện điện tử này thì cũng có thể gấp ngon lành luôn nhá, đây có thấy không? Đấy, gấp ngon lành một cách ngon lành luôn. Đó, về các bác dùng để bác nào hay làm đồ điện tử rồi hay cần một con nhíp này để các bác gấp chân linh kiện, gấp những cái con linh kiện nhỏ nhỏ xíu này, các bác hàn hiếu thứ rồi thì các bác có cái này các bác cố định rất tiện dụng luôn nhá, rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. Đấy. Và các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá, vì cái phần đầu rất là nhọn này. Đấy, trong may mà nó có đâm xước sát rất là nguy hiểm nhá. Đấy, thì em cũng nói luôn là cái phần đầu rất là nhọn luôn. Đấy, nhưng mà bù lại thì cái đầu nhọn này thì các bác sẽ gấp được nhiều những cái đồ vật, nhiều những cái chi tiết nó nhỏ nó dễ. Đấy. Con kẹp nhíp của Vtut nhá. Đấy, con kẹp nhíp này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 15k một cây nhá, 15k một cây thôi. Đấy, 15.000 một cây kẹp nhíp này. Về các bác sử dụng để gấp linh kiện cái thứ rồi, sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. 15k nhá, một cây kẹp nhíp. 15k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã máy tính nhá. Em báo giá luôn. Giá hiện tại em đang bán là 70.000 cho một chiếc máy tính nha, chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân, mua về cho các bác tính toán cửa hàng cái hiệu này. Đấy, tính toán số liệu rất ok. Rồi là ví dụ như là các cháu thì mình học tập này. Đấy, học tập các thứ thì mua về nhá. Con này này hay của sản phẩm này là nó dùng pin tiểu ạ. Dùng pin tiểu về các bác lắp cái viên pin tiểu này vào là xài thôi. Không cần vì những cái pin cao sang, pin nọ, pin kia gì. Đấy, nó rất là khó kiếm thì đây cái pin cũ áo này cửa hàng người ta bán đầy mà. Đấy, về các bác lắp vào. Lên luôn, rất nhạy luôn. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm này là cái bàn phím đấy, các bạn nhìn này, nó rất là lồi lên mà khi mà bấm nó rất là sướng, bấm sướng mà bấm nó rõ ràng, nó không bị lệch số, nó không bị dính số với nhau ạ. Đấy, đây 1 này, 2 3 4 5 6 này, 7 8 9, cái này có nhắm mắt và bấm luôn. Tại vì cái bàn phím nó nổi này, bấm rất thích luôn, bấm nó ăn được phím nào ăn phím mấy luôn. Đấy, đây các bác nhìn này, đấy, bấm rất sướng luôn. Đấy, quan trọng là bấm nó sướng, bấm nó nhanh các bạn, tính nó nhanh. Mình đôi khi tính toán nó lắm lúc nó vội, cửa hàng hiệu đông người đông khách rồi, các bác bấm nhá. Đấy, có cả căn bậc 2% thứ ra cho con cháu nhà mình học tập ok luôn, sáng tạo này. Rồi là các bác ở cửa hàng tính toán nó ngon lành luôn. Đấy, bàn phím nổi ưu điểm rất ok. Giá em báo luôn là 70.000 một cái nhá, lên mã cho em sẽ là chiếc máy tính 70.000 một cái máy tính nhá. Về các bác tính toán số liệu thống kê là ok, 70k một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là
12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như là các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt, quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tắt đi cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn.
Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Tiếp theo thì em lên nhanh bác một số mặt hàng về đồ gia dụng này. Để lên luôn cho bác đó là cái đèn tròn tích điện nhá. Em báo giá luôn, cái này thì giá rất là bình dân hạt rẻ thôi. 90.000 một quả nhá. Đấy, đèn tròn tích điện. Đèn tròn tích điện nhá. 90k, giá rất bình dân. Cái này thì ví dụ các bác đi cắm trại, đi rừng này, đi núi này. Đấy, không cần dây dợ, không cần điện 220. Con này nó là cái đèn tròn, nó có tích điện nhá. Đấy, giá 90.000 các bác mua về thắp sáng nữa rất ok. Đấy, trong trường hợp mất điện mất đóm là mình lấy ra thắp sáng buổi tối rất ok luôn. Đấy, rồi là có cả điều khiển từ xa luôn, rất là ngon này. Đây. Sản phẩm đi hàng mới như nộp nha. Đấy, à đây rất cẩn thận, nó có cả điều khiển từ xa này. Đấy, điều khiển từ xa này, điều chỉnh các bác bấm từ xa nhá. Một cái cọng dây cáp sạc này, sử dụng cái nguồn sạc là nguồn sạc 5V ạ. Và đây là quả bóng này. Đấy, quả bóng này. Pin điều khiển này rất đầy đủ cẩn thận luôn. Sản phẩm này thì đây nó có pin sẵn bên trong nhá, tích điện này. Đấy, và các bác dùng thì không cần phải dây dợ gì. Đấy, chỉ việc bấm cái là sáng này. Các chế độ sáng nhá, rất ok luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo như kiểu công an này, xanh đỏ này, rất ok. Đây là cái nút bấm nhá. Đấy, công suất nó sẽ là 120W này. Con này thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng điện lưới nhá. Đấy, tức là về các bác cắm cái đầu nhỏ vào đây. Cắm vào cái đầu nguồn 5V này, đấy nó có cái chữ 5V USB này, các bác cắm vào đây. Sau đó là cái chân còn lại, đó là cái chân USB. Về ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này, đấy thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện lưới và các bác sạc cho em. Đấy, thì khi mà sạc đầy các bác lại lấy ra các bác dùng. Hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, các bác có thể mang phơi nắng, hoặc là ví dụ trong những cái điều kiện mà không có điện lưới thì mình có thể mang phơi nắng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Nó sẽ sạc tích điện cho cái đèn này các bác nhá. Đó. Em nói luôn là sạc điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà các bác sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về thắc mắc bảo là sạc lâu nó không vào hay các thứ rồi. Đấy, thì nếu mà các bác có điện lưới thì cứ tốt nhất là nên sạc bằng điện lưới vào nó nhanh, vào nó nhanh. Thì đây, bên em sẽ có bán kèm thêm nữa là cái củ sạc như này nhá. Nếu mà các bác nào chưa có cái cục sạc mà có chân USB để các bác sạc cho những cái thiết bị 5V ấy, thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này. Đó là cái cục sạc Samsung 2A nhá. Công suất của nó sẽ là 2A, 5V 2A nhá. Đấy, thì hàng của Samsung em báo giá luôn. Một cái cục sạc Samsung này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k thôi. Đấy, chỉ có 30.000, giá rất bình dân. Đấy, các bác mua về có thể là sạc được rất nhiều thứ, sạc điện thoại này, rồi là sạc những cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn USB cổng 5V này. Đấy, các bác có thể cắm. Ngoài ra thì đây, con đèn này nó cũng có thể dùng cái cục sạc này các bác sạc được luôn này. Thì một cái cục sạc Samsung như này mình em đang gửi bác là 30k nhá. Quay trở lại với cái đèn thì đây. Bấm ở đây thì nó sẽ đây là cái chân sạc đấy rồi, em đã giới thiệu rồi. Còn đây bấm ở đây thì nó sẽ sáng này. Đấy là cái nút ở trên thân. Ngoài ra thì về các bác có thể dùng điều khiển này. Đấy, thì về các bác lắp pin vào, sau đó là các bác điều khiển nó, đây em sẽ lắp pin cho các con này. Đấy, con này rất là tiện nha, nó có điều khiển rất là tiện. Đôi khi các bác treo lên ấy, mình bấm lúc mình cần cái là mình bấm luôn, rất ok. Đó, rất là xịn sò luôn, có cả điều khiển này các bác yên tâm là rất là chất lượng rồi. Công ty sản xuất rất ok luôn. Đây, on này, on này, off này, on này, off này. Đấy, rồi ở đây thì nó sẽ có cả nút này, hẹn giờ này. Cái, nếu mà dùng điều khiển này thì nó sẽ được nhiều chức năng hơn. 3 tiếng này, 5 tiếng, 8 tiếng này. Chế độ tăng giảm độ sáng này, auto này, các thứ này. Đó thì đây là cái điều khiển đi kèm nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ sản phẩm như này thì với mức giá là 90.000 thì các bác thấy là giá nó quá hợp lý luôn. Đó. Thì bao gồm là một quả bóng này, một cái điều khiển từ xa này, một cọng dây cáp sạc này, là một bộ như này là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn tròn tích điện nhá, rất tiện dụng luôn, có cả phần móc đeo. Đấy, mất điện mất đóm cái mình đeo lên. Sáng sủa nhà cửa, ăn cơm ăn nước các thứ là rất ok. Đó, đợt này bắt đầu đang vào mùa hè rồi, mất điện rất là nhiều. Đấy, các bác mua về tham khảo sản phẩm này nhá. Ngoài ra thì có bán kèm cho bác là một cái cục sạc Samsung, nếu các bác muốn mua thêm để các bác về sạc cho cái đèn kia thì đang bán là một cái cục sạc Samsung này là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Còn đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa đang gửi bác là 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất là 120W, rất là sáng luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình trong những trường hợp mất điện mất đó là cần thiết mình xài rất ok. 90.000 một quả.
Tiếp lên luôn cho bác hàng đó là cái cây khóa đồng của Đức này, lên mã em sẽ cây khóa đồng Đức nhá. Đấy, cây này thì quá chất lượng rồi, dòng khóa đồng Đức chống cắt chống trộm cực kỳ ok luôn đấy. Và con này nó sử dụng cái hệ điều hành là chống mưa chống nước nên là các bác dùng cho em ngoài trời đấy, các bác cứ dùng cho em ngoài trời cực kỳ là ngon lành luôn. Cái này anh em đang dùng khoảng tầm 2 năm nay ngoài trời rồi. Bình thường là các bác mua những con khóa ngoài chợ chưa thứ giờ các bác mua về, các bác dùng ngoài trời nó rất là nhanh dỉ sét này, rồi là rất là khó mở này, đặc biệt là cái mùa mưa mùa ẩm ấy là nó rất hay bị dỉ sét. Nhưng con này thì bao dùng bao xài bác luôn, khóa rất là trơn tru nhá, không lo dỉ sét. Thứ hai là dòng chống cắt chống trộm này, các bác nghe nghe cái tiếng khóa là thấy nó đã sướng sướng tài quá nhá, tại nghe thì nó đã thích rồi, khóa của Đức nên là cái yên tâm về chất lượng đi. Made in Germany nhá, made in Germany đấy. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có một thân khóa đi kèm cho các bác, thì bên sản xuất sẽ có làm luôn cho bác hẳn 4 chìa luôn đấy, để các bác có thể là thoải mái chia cho người nhà người thân nhà mình đấy, mỗi người một chìa đấy, để mọi người tiện đi ra đi vào, có chìa mở ra mở vào rất tiện dụng luôn nhá. Khóa thì thao tác đóng mở nó rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi đấy, xoáy cái là xong đây, xoáy cái mở đây rất tiện dụng mà rất là nhanh nhá, rất là nhanh ok luôn. Báo giá bác luôn nhá, hôm nay em sẽ xả kho sản phẩm luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 160.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi và tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức bữa trước đang bán là 160.000, hôm nay về luôn cho bác một cái mức giá cực kỳ là tốt, 130.000 một cây nhá, 130.000 một cây khóa đồng Đức này, chỉ 130.000 một cây thôi, hàng bao chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng bao chất lượng cho bác luôn, 130.000 một cây nhá, sẽ gồm có là một thân khóa đi kèm là 4 chìa, dòng khóa chống cắt chống trộm mưa nắng các thứ giờ các bác cho em ngoài trời thoải mái luôn, khóa cổng khóa cửa cực kỳ ok nhá. 130.000 một cây này, 130.000 một cây này, nhanh tay vào việc chốt đơn nhanh luôn à. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm đa năng nhá. Đấy, tiếp tục về cái mã hàng kìm đa năng này, và đợt này cũng về với một mức giá gọi là vô cùng yêu thương gửi bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng này. Kìm đa năng này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá vô cùng ưu đãi. 100.000 một cây nhá, 100k một cây này, 100k. Hôm nay em sẽ giảm giá xả kho sản phẩm luôn, 100k một cây kìm đa năng. Con này thì nó đa di năng các nhá, đa di năng. Có phần lò xo trợ lực này, dòng sản phẩm đời mới của phần lò xo trợ lực, tay cầm này đều được bọc cách điện, các bác có thể dùng sử dụng sửa điện thoải mái cho luôn. Ở đây thì nó sẽ có là một cái phần là cái phần cắt kẹp này. Đấy, như bao chiếc kìm bình thường này. Đấy, dòng kìm thép CRV nhá, hàng nội địa của Nhật. Bên dưới này sẽ có là dòng bấm cốt này, rồi là có cả cái phần lõi tuốt dây nhá, bấm cốt này, tuốt dây này, cắt kẹp các thứ này. Đấy, sử dụng làm điện đóm và có thêm cái chức năng có thêm một cái phần phụ nữa, đó là cái lò xo trợ lực nhá. Các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động là cái con lò xo này nó sẽ hỗ trợ đẩy ra các bác nhá, các bác không cần phải dùng tay đẩy đâu. Đấy, chỉ việc bóp thôi, còn mở là tự động con lò xo này nó sẽ hỗ trợ nó đẩy các bác cho các bác ra. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này, rồi là cắt kẹp này. Con này các bác sử dụng gia đình này, anh em sử dụng thợ thuyền này, sử dụng công việc cho em thì cũng quá ok luôn. Dòng thép CRV nhá, siêu cứng, dày dặn chắc chắn. Đó. 100.000 một cây nhá, 100.000 một cây. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, hôm nay em giảm giá xả kho thì cũng có 100.000 một cây thôi. Cực kỳ là chất lượng luôn. Dòng kìm hàng nội địa của Nhật rất là đẹp nhá. Hàng nó hàng bãi nhưng mà hầu như là còn mới keng hết các bạn. Còn mới keng, chưa qua dùng lần nào luôn đấy. Chưa dùng qua lần nào luôn. Đây là có những con còn nguyên dưới bóng bên trong này. Đấy, ok luôn nhá. 100k. Các bác tội gì mà các bác không mua. Bình thường là các bác mua thị trường là đang bán 150-200 một cây kìm đa năng này. Đây các bác bỏ ra chỉ có 100.000 thôi. Sở hữu cho em một cái cây kìm đa năng, dùng đủ mọi chức năng luôn, cắt, kẹp, tuốt dây, rồi là bấm cốt, rồi là đủ các món luôn các bác nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã cho bác đó là cái con bàn chải điện này. Lên mã em sẽ cái cây bàn chải điện nhá. Bàn chải điện con này thì rất ok, các bác về sử dụng này, đánh răng trước. Con này nó cái tần số dùng của nó lên đến là 32.000 vòng trên phút nhá, dùng cực kỳ khỏe luôn. Lên mã em sẽ là bỏ mấy cái cây bàn chải điện này. Bàn chải điện này bước trước đây bên em đang bán là 100.000, hôm nay em xả kho bác giá chỉ còn có là đi 60k nhá, 60k mỗi cây bàn chải điện này, 60k một cây. Đấy, xả kho bán nhanh các bác dễ mua luôn đây. Con bàn chải điện đây, mới keo nguyên hộp nhá. Sản phẩm sẽ gồm có là một cái cây bàn chải chính này. Đấy, một cây bàn chải chính. Đấy, rất nhiều cấp độ này, đây là nút bật nguồn, bật lên này. Đấy, máy chạy nhá. Đấy, các cấp độ các bác muốn tắt đi thì các bác giữ lì cho. Còn các bác bật thì ấn một lần là máy nó sẽ bật nhá. Và ấn một lần nữa thì nó sẽ chuyển các chế độ này. Đấy, đèn xanh đâu thì nó chuyển chế độ đấy nhá. Các bác về xem đánh chế độ là phù hợp thì mình chuyển sang chế độ đấy, và giữ lì thì nó sẽ là tắt nguồn.
Ở đây thì sẽ có tặng kèm cho bác là 4 cái đầu bàn chải để các bác thoải mái thay thế này. Một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc pin. Đấy, về các bác sạc thì các bác tháo nó ra. Cắm vào đây. Sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn trực tiếp, cái nguồn là nguồn 5V 2A nhá. Các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình ấy là hoặc là cái cổng USB có nguồn 5V ấy, nguồn ra 5V là các bác có thể sạc cho cái máy này rồi. Con này các bác sạc một lần dùng chắc phải cả nửa tháng luôn, pin cực kỳ trâu nhá, pin rất trâu luôn. Đấy. Thì đây em sẽ tháo cho bác, chất cho bác một cái đầu bàn chải này. Đầu bàn chải lông rất là mềm luôn, lông cực kỳ mềm nhá, lông mềm dã man luôn. Đây lông rất mềm nhá, lông rất mềm luôn. Đấy, đánh rất ok, đánh cực kỳ sạch, cái này đánh sạch lắm. Bình thường là các bác hay dùng những con bàn chải truyền thống ấy, các bác đánh hay bị xước sát răng, như con này các bác dùng yên tâm đi, dùng không lo xước sát răng miệng miệng mà cái tần số dung nó rất ok. Đây đấy, các bác lắp vào này, bật đây này, đấy là các bác sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có những cái chế độ khác nhau, để các bác dùng chế độ nào thì các bác để chế độ đấy nhá. Đấy, dùng kéo các bác nghe tiếng nó dùng này. Đấy, các bác nghe tiếng rung không, kinh khủng khiếp luôn, rung khỏe lắm. Đấy, đây em sẽ test bác coi này, các bác thấy nó rung rung đúng không? Đấy, con này là nó lợi dụng cái phần sóng rung của cái đầu bàn chải này thì nó sẽ đánh tan những cái phần mảng bám lâu ngày. Đấy, những phần mảng bám lâu ngày ở trên răng, đấy giúp răng của bác trắng hơn, sạch hơn, đấy thơm to hơn. Đấy, rồi là những cái phần cặn bẩn này, cái phần mảng bám trên răng là nó sẽ rung, nó sẽ làm đánh tung ra hết luôn, nên là các bác sử dụng rất là sạch. Đấy, em vừa test bác coi nhá, máy nó rung rất là khỏe luôn, rung khỏe lắm. Đấy, các bác nghe tiếng chưa, rung khủng khiếp luôn đấy. Đó, về thì sạc pin và các bác lại xài thôi. Đó, thì lên mã giúp em sẽ bảo là cái bàn chải đánh răng điện nhá, bàn chải điện đánh răng. Giá hôm nay em xả kho bán anh bác luôn, chỉ còn có 60.000 một chiếc thôi, 60k. Con này nó rung là lên đến 32.000 vòng trên 1 phút này, cực kỳ khỏe luôn, 60k một chiếc thôi nhá. À, ngoài cái sản phẩm bàn chải đánh răng thì hôm nay em giới thiệu luôn các bác đó là cái mẫu kem đánh răng này. Lên mã cho em sẽ là một cái cây kem đánh răng của thương hiệu Santa. Đấy, các bác có thể kết hợp cùng với con kem đánh răng này thì các bác sử dụng rất ok luôn. Con kem đánh răng này thì nó là kem đánh răng dạng muối nhá, rất là tốt cho phần lợi này. Lợi hay bị chảy máu chân răng này, các bác hay bị ê buốt lợi này. Đấy, rồi là răng các bác lâu ngày bị ố vàng này thì các bác dùng con này cho em. Đấy, kem đánh răng muối nhá, giúp trắng sáng này, rồi là khôi phục hệ thống lợi niếu này. Đấy, giúp các bác lợi niếu của bác khỏe hơn nhá, chắc hơn. Đấy, rồi là không bị chảy máu chân răng nhá. Đấy, mồm miệng thơm tho ok hơn thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái lọ kem răng của Nhật. Một típ này là 170g nhá, một típ này là 170g này, hàng chuẩn của Nhật luôn. Cái này dùng rất là sạch, đánh cực kỳ thích luôn. Cái này em cũng đang dùng ở tầm 2 năm này, em dùng nhẹ luôn nhá, các bác dùng đảm bảo bác là nhẹ luôn, dùng thích cực kỳ. Đó, một típ kem răng của Nhật này với giá sẽ là đi 60.000 thôi. Đấy, 60k, bữa trước đang bán là 75.000, hôm nay em về thì bác mức giá rất tốt, 60k cho một típ kem răng của Nhật này, chỉ có 60.000 thôi. Một típ này là 170g, dùng cực kỳ ok luôn. Các bác có thể mua kèm thêm cùng với lại bàn chải răng nhé nhá, để về các bác trải nghiệm và sử dụng. Đấy, nói chung là đảm bảo các bác là các bác dùng nghĩa luôn nhá. Típ canh răng là 60k và bàn chải đánh răng điện cũng 60.000 luôn các nhá. Sau phần tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con vòi đồng quay này, vòi đồng quay, vòi đồng tưới cây, dùng cho các bác nào dùng về lắp ở vườn nhà mình này, rồi là các bác lắp ở trên mái nhà mình chống nóng cũng rất ok luôn. Con này chất liệu của nó là dạng đồng ấy, đồng thau nguyên si luôn, đồng thau chất lượng luôn. Đấy, thì cái con này nguyên lý động của nó khi mà có áp lực nước nó đẩy lên thì cái phần này nó sẽ quay, và ở đây nó sẽ có những cái đầu lỗ này. Đấy, thì nó sẽ phun nước ra và nó cứ thế nó quay tròn, sau đó nó phun nước ra. Đấy, quay tròn này và nó phun nước ra, nước càng mạnh thì quay càng nhanh và phun càng khỏe nhá, phun càng khỏe. Đấy, thì nó sẽ cứ quay tròn thôi. Con này các bác sử dụng ngoài trời cho em thoải mái, không lo nó bị gì xét thứ, rồi nó rất là bền. Đồng thì có yên tâm rồi, đồng với nước thì nó rất là bền rồi. Đồng kết hợp với nước thì rất là bền luôn và ok. Có đi kèm nó là một cái đầu cút nối nhanh nha. Đấy, cái cút nối nhanh thì về em nói luôn các bác nhá, về các bác nếu mà có những cái đầu cút nối nhanh của nhà bác, các bác lắp vào thì các bác đã xài, còn nếu không thì các bác bỏ cái này ra. Đấy, mua cho em một cái gen 21 ấy, nó có cái gen xoáy này, các bác lắp nó vào để cho nó tiện hơn. Chứ còn cái đầu này thực ra là nó phải có đầu nối nhanh cơ thì các bác mới nối được, chứ còn không là các bác không có đâu, các bác không nối đâu, em nói luôn. Đấy, không, lúc về các bác bảo là không lắp được nó rất là dở hơi. Đấy, thì chủ yếu em bán cái phần vòi này thôi. Đấy, còn cái này thì nhà xuất người ta có đi kèm. Đấy, thì
về các bác có cái cút nối nhanh ấy, cút nối nhanh thường thường thì nó sẽ ấn cái này xuống này đấy, sau đó nó sẽ khớp vào luôn này thì nó sẽ dễ đó. Thì lên mã em sẽ cảm ẩm cái con vòi quay nhá, đấy vòi quay 360 độ này, chất liệu bằng đồng nhá. Con này đi tại em đang được giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80k cho một chiếc vòi quay. Cứ lên mã em sẽ làm vòi quay này, vòi quay đang gửi bác là 80k cho một con vòi quay này, chất liệu bằng đồng. Đấy, 80k một cái vòi quay nhá, 80.000 thôi. Đấy, quay tròn nha. Vòi quay 80.000 một chiếc nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này dùng tưới cây thì các thứ dùng rất ok đây. Các bác cùng coi này. Đấy, về bác lắp đặt vào cái phần nước nha mình. Đấy, sau khi mà mở van nước mình nhìn này, nó xòe này. Đấy, nó xòe ra rất là to luôn. Cái đường kính bán kính xòe rất là to. Đấy, và cũng do theo chủ yếu là cái theo áp lực nước của bác nhá. Áp nước bác càng mạnh thì nó phun ra tuyển nó càng rộng, cũng như là nó quay càng nhanh các nhá. Đấy, quay càng nhanh đấy, có nhìn lại lần nữa này, mở ra đấy thấy không, dùng để tưới cây này rồi là lắp trên mái chống nóng này các thứ này cũng ok luôn nhá. 80.000 một chiếc các nhá, vòi quay chất liệu bằng đồng, 80k một chiếc này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ chốt cửa này, bộ chốt cửa nhá. Lên mã em sẽ cái bộ chốt cửa bạc đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc là cái bộ chốt cửa tự động đều được nhá. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc bộ chốt cửa động như đây. Em sẽ lấy cái con này. Đây nha, một bộ nó sẽ gồm có là như này. Đầu vít đi kèm này và một cái bộ như này. Đấy, thì về các bác lắp vào hai cái phần cánh cửa cho mình. Đấy, khi mà các bác sập vào thì nó sẽ theo cái đường vít vát của nó này, nó sẽ sập vào. Và lúc nào các bác muốn mở ra thì nó sẽ thụt cái này vào và cứ thế các bác mở ra. Còn lúc nào mà các bác muốn đóng vào, các bác đẩy mạnh cửa cho em cái là tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, đẩy mạnh cửa nó tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, các bác không phải cài, nhiều khi mà các bác hay quên nha, các bác không cài ấy. Thì chẳng may là nó cứ để cửa các thứ ra, trộm cắp rồi là các thứ ra, rất nguy hiểm. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, nó là cái bộ chốt cửa bạc nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chốt cửa bạc hoặc là chốt cửa tự động đều được. Đấy, chốt cửa bạc các bác nhá, chốt cửa bạc. Hiện tại em đang bán một cái bộ chốt cửa bạc như này với giá sẽ là đi 30.000 bộ thôi. Đấy, có đi kèm đó là cả ống vít để về các bác lắp lại thôi. Đấy, 30k. Bộ chốt cửa bạc này. Đấy, bộ chốt cửa bạc 30k một bộ nhá. Giá nó quá là hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác lắp vào cửa nha mình. Đấy, 30k một bộ nhá. 30.000 một bộ chốt cửa bạc, chốt cửa tự động nhá. 30k. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, về con này rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác lắp vào hai cánh này. Đấy, lắp vào xong. Sau đó các bác ấn mạnh này. Đấy thấy không? Ấn mạnh nó khớp ngay. Còn nếu các bác lúc nào muốn mở ra thì các bác kéo phần bên hông cho em này. Đấy, kéo thì nó sẽ đấy nó kéo nó sẽ thu vào và các bác sẽ mở được cửa ra, còn không thì các bác cứ ấn mạnh cái nó sẽ sập vào luôn. Đấy, có nhìn lại một lần nữa này. Đấy, ấn mạnh cái sập luôn nhá. Sập ngon lành luôn này, rất tiện dụng và rất là hay. Đấy, bộ chốt cửa bạc nhá, chốt cửa bạc hoặc là bộ chốt cửa tự động đều được. Đấy, bên em đang bán một bộ này với giá là 30.000, đi kèm cho bác là có cả ống vít đầy đủ luôn là 30.000 bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây tô vít đỏ này, cây tô vít đỏ nhá, em báo giá luôn. Cây này thì hiện tại giá đang rất là tốt rồi. Đấy, tô vít đỏ này giá của nó sẽ là 40.000 một cây nhá, 40.000 một cây. Các bác nào hay xoáy ra các thứ gia đình nhà mình, đấy, các bác mua cho một cây này về cực kỳ đa năng luôn. Đấy, bình thường này các bác nhìn thì cứ tưởng nó là một cái cây vít bình thường thôi nhá. Đấy, nó chỉ có hai đầu đúng không? Thì đây, ở đây nó sẽ có là hai đầu, một đầu dẹp, đầu ba ke, các bác dùng đầu nào các bác cắm ở đây. Đấy, thì các bác cắm ở đây thì nó thành cây vít bình thường này. Nó có thể chỉnh cái phần cỡ nhá, chiều dài, chiều rộng này, à chiều dài ngắn vào hay là dài ra này. Đấy, tùy nhu cầu nhá, nó có phần chỉnh cỡ đây này. Đấy, chỉnh cữ đây. Còn nếu mà các bác muốn chuyển sang thành một cây vít chữ T để các bác xoáy nó có lực tay hơn thì các bác rút cái này ra cắm vào đây cho em. Đó thì nó sẽ thành một cây vít tay chữ T nhá. Cái này thì dành cho những con ốc mà nó chặt. Đấy, mà các bác cần cái lực công nó khỏe thì các bác lắp sang cái kiểu như này. Đấy, thì ở đây nó có một cái lỗ này. Đấy thì các bác dùng đầu nào các bác cắm đầu vào. Đấy, cắm đầu vào. Ấn chặt vào nhá. Và bắt đầu các bác cứ thế các bác gồng lên các bác xoáy thôi. Đấy, dùng cho những con ốc khó, ốc cần lực nhiều các bác dùng con kiểu như này, còn không các rút ra lại cắm ở đây bình thường là các bác lại xài thành một cây vít bình thường thôi. Đấy, ok luôn. Đấy, hai trong một nhá, vừa có một cái cây vít chữ T ngang bên này, vừa một cái cây vít thẳng nhai, và một cây này có cả hai đầu luôn. Đấy, ba ke và đầu dẹt, ok các bác luôn. À, một đầu ba, đúng rồi, đầu ba ke và đầu dẹt. Hàng này của Nhật nhá, hàng bãi của Nhật, hàng của thương hiệu cái này, xem cái, đợi chút em xem cái hãng của nó là kia, Hayabusa nhá, Hayabusa, hàng của thương hiệu Hayabusa Japan này. Đấy, Hayabusa Japan này thì hàng này hãng rất nổi tiếng rồi. Lên mã em sẽ là cái cây tô vít đỏ nhá. Đấy, vừa thành với cây tô vít dài, vừa thành cây tô vít kiểu dạng vuông góc này, 40k một cây nhá, 40k một cây tô vít đỏ.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái cây thước đo này, thước đo này, thước đo thì hiện tại bên em đang có thước đo của filter và toàn bộ dòng này thì đều có lỗ ban đấy nhá, đều có lỗ ban đây, đấy đây đều có lỗ ban này, mặt đằng sau có lỗ ban luôn này, mặt đằng trước đây nhá. Con này là con 7,5 m này, đấy, hàng hãng filter nhá, toàn bộ bên ngoài đều bọc cao su chống trơn trượt này, phần dây qua này rồi là phần video. Con này là con 7,5 m này, ngoài ra có con nhỏ hơn thì là cái con này con 5 m này, 5 m này, thước kéo rất trơn tru nhá, 5 m. Đây có lỗ phần lỗ ban này, có lỗ ban để các bác đo phong thủy nhá, nhiều bác rất là thích đo phong thủy đấy, nhiều bác rất là hỏi đấy. Thì đây em nhập về cho bác cái dòng này, em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là mẩm là cây cây thước thước lỗ ban, thước lỗ ban, thước lỗ ban thì có hai loại là 5 m nhá, 5 m thì bên em đang bán giá là 40.000 đấy, 40k. Còn cái loại 7,5 m nhá, 7,5 m thì đang có giá là 50k, đấy là tùy nhu cầu nhá. Các bác lấy loại nào thì bên em sẽ đặt trong loại đấy nhá, lấy 5 m thì báo em lấy loại thước 5 m thì em sẽ nhặt cho, lấy loại 7,5 m thì cứ báo em bên em là nhặt cho bác thước 7,5 m thì sẽ nhặt cho. Và toàn bộ hai cái cây thước này đều là có lỗ ban hết nhá, đều có lỗ ban để cho các bác xài luôn đấy, để phục vụ các bác, vì nhờ quá nhiều bác hỏi có thước lỗ ban không, gì đây thước lỗ ban một cách ngon lành luôn nhá. Đấy, các bác đo phong thủy thì đo đất đai thì ok luôn. 5 m là 40.000, còn 7,5 m thì là 50.000 nhá, thước lỗ ban nhá, hàng của hãng của filter. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng đó là cây kéo cắt gà của Đức nhá, lên mã em sẽ cái cây kéo cắt gà của Đức này. Hiện tại em đang bán cây kéo cắt gà của Đức này, giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 90.000 một cây thôi. Đây logo thương hiệu Wailing của Đức này. Đấy, hàng về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương em rất ok. Phần dưới này thì nó làm dạng ba viên này để các bác dùng để đánh vảy cá nhá, rất ok. Tay cầm, đấy, tay cầm rất ôm tay luôn. Lên mã em cho cái cây kéo cắt gà của Đức nhá, kéo cắt gà của Đức, bên em đang gửi bác một cây kéo cắt gà của Đức này với giá sẽ là đi 90.000 một cây kéo gà Đức nhá, kéo gà Đức 90k cho một cây kéo gà Đức nhá, 90k một cây kéo cắt gà của Đức này, giá nó quá bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nha, rất ok, cắt rất ngon này nhá, 90k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng đó là cái vòng gỗ đeo tay, lên mã em sẽ được cái sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay hiện tại em đang bán bác là giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay này. Đây co giãn này, đấy, rất ok luôn, có thể là đeo vào tay, đeo vào cổ thứ này, đấy, làm vòng thời trang rồi là vòng phong thủy cũng ok luôn nhá. Đấy, chất liệu bằng gỗ rất là thơm luôn, đeo rất là đẹp đây, đấy, đeo rất là đẹp luôn, ok nhá. Cái vân gỗ của cái hạt nó thì rất là đẹp này, đấy, vân gỗ thì rất là đẹp. Và cái sản phẩm này thì cái phần chun của nó này, đấy, cái chun nó co giãn, các bác có thể đeo vào tay, đeo vào cổ thứ rồi đeo ok luôn, rồi là làm vòng phong thủy, vòng lần hạt ok luôn nhá. Hàng mới đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, thì mình có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đây mua về làm quà biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự luôn. Giá tại em đang bán một cái hộp vòng gỗ đeo tay này với giá chỉ có là đi 40k thôi, 40k. Lên mã cho cái vòng gỗ đeo tay đang gửi bác là 40k có nhá, 40k cho một cái chiếc hộp vòng gỗ đeo tay nha, là bao gồm là cả hộp cả vòng luôn, giá nó rất là bình dân, chỉ 40.000 thôi. Đấy, 40k một hộp vòng gỗ đeo tay nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, súng mồi lửa thì đợt này cũng đang được cái mức giá rất là tốt, chỉ có 20.000 một cây thôi. Đợt này bên em cũng đang xả kho sản phẩm này đấy có nhá. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa này, súng mồi lửa, súng mồi lửa này đang giảm giá xả kho chỉ có 20k một cây thôi, 20k cho một cái cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây, dùng rất ok luôn. Đấy, một cây súng mồi lửa nhá, về các bác dùng để mồi bếp này, rồi là các bác để lên ban bàn thờ, mình có đốt hương đốt nến cũng rất là tiện. Bình thường là các bác hay về dùng những cái bật lửa ấy, mà ở những cái chỗ mà xa các bác không thể với được, như con này này, nó dài khoảng tầm 30 cm. Đấy, những cái chỗ ở xa các bác vẫn có thể bấm ra các bác với lên này, hoặc là những cái chỗ ở trên cao mình có thể thò lên, mình đẩy lên, mình với lên mình bật. Đấy, những cây nến nó cao rồi là hương nhiếc các thứ là các bác để lên ban bàn thờ. Mà con này rất là to, đặc biệt là bác nào người già ấy, đôi khi các bác cầm những con bật lửa nó rất là khó tìm. Đấy thì các bác mua cho em mấy cây này về, nó rất là to, dễ tìm, dễ sử dụng, mà nó thao tác rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải bật cật quẹt những con kia cả. Con này chỉ việc bấm cái này, bấm cái là lên, có thế thôi, có ga sẵn hết rồi nhá, có ga sẵn hết rồi, về các bác chỉ việc xài. Còn nếu mà khi nào mà hết ga thì mình có thể là mình mang ra tiệm mình bơm, hoặc là nhà các bác có sẵn ga thì mình cứ cho vào cái lỗ này các bác bơm này, nó có một cái lỗ ga trong này, có lỗ ga trong này, các bác cho vào đây các bác bơm rất ok luôn. Chỉ có 20.000 thôi có nhá, giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá, cây súng mồi lửa 20k cho một cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả luôn cho bác, đó là cái bộ vít V50 này cô ơi, bộ vít V50.
Bộ này nó sẽ gồm có 50 cái đầu vít nhá. Đây đợi chút em bóc cho bác. Coi, bộ nó đóng gói rất kỹ cơ. Đây. Đóng gói cực kỳ kỹ càng luôn. Đấy. Một cái bộ vít nó sẽ gồm có tổng cho bác là 50 đầu vít. Đấy, dành cho các bác làm nghề bộ này quá ok. Rồi các bác sửa chữa ở nhà cũng ok luôn. Đấy, sẽ tổng là 50 đầu vít nhá. Đây. Ở bên này một loạt đấu những cái đầu hoa thị to nhỏ này. Bên này thì sẽ có là những cái bộ đầu là đầu đầu dẹt, đầu tròn, đầu lục giác này, rồi là đầu những cái đầu dị dị như đầu đầu hai cạnh này, này đây này. Đấy cái đầu hai cạnh này. Đó, rất ok nhá. Bộ này đi toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng. Đấy, siêu cứng và siêu ok luôn. Đấy, toàn bộ thì đều được tích toàn bộ đều tích nam châm từ tính nhá. Toàn bộ là đều được tích nam châm từ tính nên là sử dụng rất ok luôn. Đấy, sử dụng rất ok luôn. Các bác mua về sấy vít, sấy ấy ra. Và cái chân này của nó này, các bác nhìn này. Cái chân này của nó sẽ là cái chân lục giác. Nên là khi mà về các bác lắp vào những cái con máy khoan pin, máy khoan cầm tay là rất là vừa này. Đấy. Và cái phần đầu vít nó rất là dài nhá. Những cái lỗ vít mà nó sâu ấy là các bác vẫn có thể luồn vào, các bác xoáy được những cái lỗ bên trong. Đấy, rất ok luôn. Cho anh em thợ thuyền làm nghề này, các bác sử dụng gia đình này, xoáy bộ này thì quá ok luôn. Đấy, hàng mới keng nguyên trong hộp này các bác nhá. Đấy, hàng bãi nhưng vẫn còn mới, rất đẹp luôn. Đó. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã cho em xem cái bộ vít V50 nhá. Tổng nó sẽ gồm có là 50 chi tiết, 50 đầu vít trong một cái hộp nha. Đấy, giá nó bình dân thôi. Chỉ có là đi bao tiền nhỉ? 170.000 nhá, 170.000. Đấy, bữa trước em đang bán là 250.000 đấy. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 170.000 đúng không nhá. Lên mã cho em xem cái bộ vít V50 nhá, bộ vít V50 chi tiết. Đấy. V50 chi tiết nhá. Đấy, V50 chi tiết 170.000, xả kho bán nhanh cho bác luôn. Đó. Rất chất lượng luôn đấy, các bác cùng nhìn lại một lần nữa này. Quá đẹp luôn. Đấy, đầy đủ là 50 đầu vít cơ nhá, 50 đầu vít cơ. Đấy, và có thể là lắp vào máy khoan pin cái thứ thoải mái luôn. Và vít nó dài, các bác có thể xoáy trong những cái lỗ sâu ok luôn nhá. Đó, bộ vít V50. Đầy đủ các mã đầu luôn nhá. 170.000 một hộp này nhá. 170k một hộp này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kéo cắt tỉa này. Đấy, về chuyên dùng cho các bác dùng để tỉa cành, tỉa tán, tỉa cây. Đấy, các bác Tết nhất đi nơi rồi, các bác chăm sóc cây cối như mình, khu vườn của mình cho nó đẹp hơn để chuẩn bị đón Tết này, thì các bác mua cho em cái cây này về. Cây này thì cứ bao sắc bao xài luôn. Hàng này thì nếu mà nói chuẩn thì bên Nhật người ta dùng để cắt lông cừu nhá. Đấy, hàng Nhật nó xuất đi để cho dùng cho các nước để cắt lông cừu. Đấy, các bác nhìn thấy hình con cừu chưa? Đấy, chuyên để cắt lông cừu là cứ biết, các bác biết cái độ sắc nó nhà rồi. Cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng bao dùng bác xài luôn. Made in Japan. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 34 cm nhá. Phần bản lưỡi của nó dài là 20, còn tổng chiều dài của nó vào là 34 cm. Đấy. Khâu khóa đồng nhá các bác nhá. Khâu khóa đồng này. Đó, sắc bén ok luôn, đây em sẽ cắt cho bác coi. Đây này em lấy cái giấy bóng em cắt này. Các bác nhìn này, giấy bóng này các bác nhiều kinh khủng không? Giấy bóng nó cắt ngọt dã man luôn này, các bác nhìn này, giấy bóng này. Đấy. Đây, giấy bóng này cắt kinh khủng luôn này. Ối, dã man luôn, nói chung là siêu sắc bén nhá. Có phần lò xo trợ lực nhá, lò xo trợ lực này và khóa hãm đầy đủ cho bác luôn. Đó, tay cầm thiết kế dạng đường đường vòng cong cong này. Đấy, các bác bóp nó rất là sướng tay. Đã tay nhá. Mà các bác bóp này lâu nó không bị mỏi tay. Đấy, bóp lâu nó bị mỏi tay. Về các bác vùng dùng để tỉa tán này, cắt cành này. Đấy, rồi là sử dụng cắt trong rất là nhiều việc luôn. Tổng chiều dài là 34 cm nhá, phần bản lưỡi của nó dài là 20. Đấy, hàng khâu khóa đồng, hàng xịn. Made in Japan. Đó. À, em báo giá luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là hỏng là cái cây kéo tỉa dài 34 cm, thì cứ lên mã cho em sẽ là kéo tỉa 34 cm nhá. Kéo tỉa 34 này. Kéo tỉa 34 cm. Giá của nó bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em cũng về với bác mức giá thanh lý xả kho luôn. Giá chỉ còn có 110.000 một cây thôi. 110k một cái cây kéo tỉa 34 cm này, 110.000 một cây nhá. Đấy, bán nhanh xả lỗ cho bác luôn. Đó, về các bác chốt nhanh, về các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt đồ đạc nhà mình ok luôn nhá. 110.000 một cây thôi. Giá rẻ rất tốt mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó. Sản phẩm xả kho đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây khò ga của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy, hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn cái mã hàng này nhá. Đấy, bán lãi chút ít tình cảm thôi. Đấy, bữa trước thì cái cây đang bán là 150.000. Hôm nay em về cho bác mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Giá chỉ còn có 80.000 thôi. 80k một cây khò ga của Kabushi Japan nha. Lên mã em sẽ là khò ga K1 nhá. Khò K1 này. Đấy, giá đang gửi bác là 80.000 một chiếc nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này các bác yên tâm về chất lượng rồi, hàng của nó hàng hãng coi nhá, cầm cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Sản phẩm này sẽ có là hệ thống đánh lửa tự động này, các bác không cần phải mồi. Về là các bác chỉ việc lắp vào là dùng xài thôi, không cần phải mồi. Ngoài ra đây là cái nút chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, nút chỉnh ga to nhỏ. Và cái nút này đó là cái nút chỉnh gió nhá, chỉnh gió. Đó, thế thôi.
về các bác lắp vào bình Gami mình là xài. Hàng này thì nó là hàng dạng hàng phân khúc tầm cao rồi. Đấy, dòng phân khúc cao cấp rồi nhá. Của Kabushi Japan này, nó rất chất lượng luôn, hàng mới keo nguyên vỉ này. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây khò ga K1. Hôm nay em xả kho cho bác một cái mức giá gọi là siêu tốt luôn. Chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Đấy, 80.000 cho một chiếc khò ga K1. Giá nó quá là hạt rẻ mà nó giá nó quá là tốt. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, số lượng có hạn. 80k khò ga K1 nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, mới keo luôn. Tiếp theo thì hôm nay em cũng xả luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ nhiệt kế này. Lên mã em sẽ là cái này là cái nhiệt kế điện tử nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là nhiệt kế điện tử. Nhiệt kế điện tử này hôm nay em cũng xả kho luôn, nhiệt kế điện tử này. Nhiệt kế điện tử này bữa trước đang bán là 100.000, hôm nay em cũng về với bác giá mới luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 nhá, 60k. 60k cho một chiếc nhiệt kế điện tử này, 60k một chiếc nhiệt kế điện tử nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn. Cái này thì đây, em sẽ bóc cho bác một chiếc các bác coi này. Đấy, hàng nó mới căng nha. Thì về các bác sử dụng thì có một viên pin này, đấy và một cái con đồng hồ nha. Đấy thì về các bác bóc cho em cái lớp siêu màn hình này ra nhá. Nó có một cái lớp giấy bóng bảo vệ cái màn hình này. Về các bác bóc ra. Đấy các bác bóc ra này. Đấy thì nó sẽ mới căng nha. Đấy khi bóc ra nó sẽ mới nha. Đấy và bắt đầu là các bác mở cái phần nắp dưới ra. Lắp cho em viên pin vào. Đấy lắp viên pin vào. Đây lắp viên pin ở cái phần nắp dưới này. Đấy và khi mà lắp vào thì nó sẽ có là tự động nó cập nhật luôn. Đấy tự động nó cập nhật nhá. Đấy hiện tại đang là 21.2 độ C này. Đấy độ ẩm là 99%. Hiện tại ngoài Bắc độ ẩm rất là cao, cũng như là cái nhiệt độ nó đang ở mùa đông cũng rất là thấp. Đấy và có cả giờ này. Cái giờ này thì các bác muốn cài đặt rất là dễ thôi. Cái giờ này thì các bác khi mà các bác mua về nhận hàng ấy, nếu mà các bác muốn đúng giờ ấy, thì các bác cứ đúng 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa nhá. Các bác tháo pin ra, các bác tháo ra lúc khoảng tầm 11 rưỡi đi, các bác tháo ra, sau đó là đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, các bác không cần phải chỉnh gì cả, cứ đúng 12 giờ trưa nhá, các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, đây cái nhiệt độ nó tự động nó cảm nhận hết các nhá, nhiệt độ độ ẩm là tự động nó cảm nhận hết. Con này nó có ngoài độ C thì nó còn có cả độ F này. Đấy, để các bác bấm lên cho em. Đấy, min max này. Đấy, ok luôn rồi. Đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế điện tử. Đấy. À, nhiệt kế điện tử nhá, cứ lên mã em sẽ được nhiệt kế điện tử. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 60.000 một chiếc thôi. Đấy, 60.000 chiếc. Có cả pin biết đi kèm cho bác về xài luôn. Con này các bác có thể để bàn ở đây, nó có phần lạnh chống này, các bác có thể để bàn hoặc các bác có thể treo lên tường, nó có cả lỗ đinh để treo lên tường luôn. 60k nhá, nhiệt kế điện tử 60k, báo nhiệt độ này, độ ẩm phần trăm này, phần trăm độ ẩm này, rồi là ngày giờ thì ok luôn. Đấy thì các bác muốn về nó đúng giờ, không cần phải cài đặt nhiều. Thì về các bác khoảng tầm 11 rưỡi các bác tháo pin ra và đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là tự động nó sẽ cập nhật đúng giờ luôn. Đó, rồi em sẽ qua những mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái bộ sạc iPhone. Lên mã em sẽ có bộ sạc iPhone nhá. Hôm nay em cũng xả kho bộ luôn. Đấy. Bộ sạc iPhone này, sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Bộ sạc iPhone này thì bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả cho bác một cái mức giá cũng rất là dễ mua. Chỉ còn có 50.000 bộ thôi. Đấy, 50k một cái bộ sạc của iPhone nha. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, hàng của Apple rất xịn sò chất lượng nhá. Một bộ thì sẽ bao gồm cho bác là một củ nhá, một cái củ sạc. Chân của nó sẽ là chân Type-C này. Đấy, chân PDF ấy. Đấy, chân Type-C. Và một cái cọng dây cáp đi kèm. Cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Nói lại các bác là chuyên dùng cho máy iPhone. Còn bác nào dùng Samsung thì không dùng đâu. Đấy, chỉ dùng cho máy iPhone thôi nhá. Chỉ dùng cho máy iPhone thôi, đây là. Chỉ dùng cho máy iPhone thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sạc iPhone 80.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 50.000 thôi. Đấy, một bộ là bao gồm là một củ và một cái dây cáp đi kèm. Về là các bác chỉ việc là cắm vào nguồn 220 là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Đấy, bác nào đang dùng iPhone thì mua ngay cho em cái bộ này về. Cái bộ sạc bóc máy của iPhone nhá, rất chất lượng luôn, hàng ok lắm. Đó. 50k nhá, 50k hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Chỉ có 50.000 cho một cái mã sản phẩm cái bộ sạc iPhone thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn. Đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Lên mã em sẽ là cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này thì về dùng cho các bác xài gia đình là rất là hợp lý. Dùng cho cả nhà mình luôn. Đàn ông phụ nữ dùng hết. Đặc biệt là các chị em phụ nữ thì nhìn bộ này rất là thích, rất là mê này. Đấy, có các món ví dụ như là cắt móng tay này. Rồi là kìm cắt lấy da chết các thứ này. Rồi là có rũa móng này. Lấy dái tai này, nặn mụn này, díp giếc các thứ đầy đủ luôn. Díp nhổ lông, đó, đầy đủ cho bác luôn. Một cái bộ sản phẩm bộ bấm móng ví nâu nha, thì các bác cứ lên mã nha, cái bộ bấm móng ví nâu. Đấy, bộ bấm móng ví nâu này. Đó thì
Đó thì bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy hôm nay em cũng xả kho các bộ luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 80.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. 40k nhá, 40k cho cái bộ bấm móng ví nâu này, chỉ có 40.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy bộ bấm móng ví nâu. Đấy, 40k cho một cái bộ bấm móng ví nâu này. Giá nó quá là ưu đãi luôn. Các bác mua về xài cả gia đình nhà mình luôn. Bấm móng tay này rồi là kìm cắt lấy ra chết này, nặn mụn này, rũa giếc các thứ này. Zip giếc đầy đủ cho bác luôn. Đựng trong một chiếc ví rất là đẹp xinh, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Màu của nó là màu nâu chủ đạo nhá. Bộ bấm móng ví nâu xả luôn cho bác là chỉ còn có 40.000 một bộ thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Cây này về ví dụ các bác đo nhiệt độ thức ăn đồ thức ăn này, rồi là đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ sữa này, dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, các bác cắm vào nó sẽ báo nhiệt độ lên nhá, rất là hay. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 40.000 nhá, 40k thôi. Đấy, bán nhanh xả luôn, 40.000 một cây này. Đấy, rất là tiện nha. Đây em sẽ lấy bác còn một cây này. Cái này về các bác hay đo nhiệt độ sữa, nhiệt độ rượu thứ giờ rất là tiện. Ở đây nó sẽ có một cái màn hình hiển thị đầy đủ thông số trên luôn. Thì về các bác bấm cho em bằng nút on off này, bật lên này. Đấy thì nó sẽ hiển thị lên đây nhá. Đấy, hiện tại nó đang là 20.5, nó là cảm nhận theo cái nhiệt độ môi trường. Còn đây ví dụ như đây em cầm tay vào nhá. Em cầm tay vào đo như kiểu đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy thì các bác nhìn này, đấy, bắt đầu là nó sẽ nhích lên luôn này, các bác thấy không? Nó rất là nhẹ luôn. Đấy, đây em cầm tay nắm tay nhá. Cái này là như kiểu em đang đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy nó nhảy lên luôn. 26.9 độ C nhá, 27 này. Đấy bắt đầu là nó cứ nhảy nhích dần lên. Còn đây em giờ em bỏ ra nhá. Bỏ này bắt đầu nó là xuống này. Đấy, bắt đầu nó sẽ xuống này. Đấy các bác để ý này. Đó, đương nhiên rồi đấy, bắt đầu là lại cảm nhận là đang xuống rồi đấy. Đó, có đấy không? 29.8 này, 29.7 này bắt đầu đang xuống nhá, rất là tiện dụng luôn. Vì nó có cái màn hình hiển thị ở trên này này, các bác nhìn rõ ràng là nó chuẩn xác bao độ. Về các bác đo nhiệt độ sữa này, nhiệt độ rượu này, nhiệt độ nước này, rồi là đo đồ ăn thức uống các thứ ra này. Đấy, nhiều khi là những cái món ăn mà mình cần đo nhiệt độ để cho nó chuẩn xác với nhiệt độ mà mình cần nấu chín, hoặc là đo nước, đo sữa giờ để cho trẻ con uống là ok luôn. Đấy, đo nước cho trẻ em tắm này, rồi là đo sữa cho trẻ em uống này, ok luôn. Que đo nhiệt độ nhá, nay xả luôn các bác, chỉ có 40.000 một cây thôi, 40k thôi nhá. Về chỉ việc bật lên là xài thôi. Lúc nào mà các bác không xài thì các bác tắt đi. Đấy, có lúc nào dùng thì các bác bật lên. Ok, đó. 40k thôi nhá. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Lên mã em sẽ cái cây thước kẹp điện tử. Đấy, cây này hiện tại em đang có giá là 100.000 một cây nhá, 100k. Lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp điện tử 100k một cây. Đó, con này thì nó là dòng thước để các bác đo kẹp nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, và đi kèm thì sẽ có cho bác bên nhà xuất sẽ có tặng luôn cho bác là một viên pin nhá. Đấy, và đựng trong thước thì đựng trong hộp rất là cẩn thận nha. Đấy, thước rất là xịn và ngon nhá. Đây. Đó. Con này đo tối đa được là 15 cm, 150 mm nhá. Đo tối đa được là 150 mm. Đấy thì về khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác rút cho em cái tấm siêu nhựa này ra. Hiện tại nó đang có một cái tấm siêu nhựa này, các bác rút ra nhá. Đấy, rút ra bắt đầu là nó mới nhận pin này. Đấy, khi mà nào mà rút ra xong rồi thì bắt đầu các bác đo thôi, cứ thế các bác đo. Đấy, con này ở trên đây có 3 nút này, on off bật tắt này, nút 0 là xóa sạch này. Đấy, và nút hai đơn vị đo là đơn vị đo mili và đơn vị inch nhá. Đấy, các bác dùng đơn vị nào có ấn với đơn vị đấy, còn dùng thì mình bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, tiết kiệm pin. Đó, đo thì cực kỳ là chính xác luôn nhá. Đây, em sẽ đo test cho bác coi này. Đấy, ví dụ em đo cái này này, đo cái hình tròn này này, đấy, bên trong này. 19.1 mm này, rất chính xác luôn nhá, chính xác từng cái mili một luôn. Đấy, 28.0 mm này, quá ok luôn nhá. Đấy, giờ là ví dụ các bác đo những cái đồ hình vuông này này. Đấy, đấy các bác kẹp này, ok luôn nhá. 30 mm này, đấy, 30 mm, rất ok. Ngoài chức năng là đo kẹp thì mình có thể là đo chiều dài, rồi các bác có thể đo theo chiều sâu này. Các bác nhìn thấy cái gậy này, đấy, các bác có thể là chọc xuống này, các bác đo theo chiều sâu nhá, đo chiều sâu ok luôn. Đó, lên mã thì em sẽ làm vào là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, rất là thông minh là nó sẽ hiển thị toàn bộ số trên này luôn. Đấy, và đặc biệt là cho bác nào mà người già mắt kém, đấy, đôi khi các bác nhìn những cái thước kia nó rất là khó nhìn, thì các bác mua ngay cho em con thước này về, cái số nó hiển thị to đùng ở trên này luôn này, nên là các bác nhìn nó rất là chuẩn luôn. Đấy, nhìn không lệch được chữ nào đâu. Thước kẹp điện tử nhá, thước kẹp điện tử 100.000 một cây nhá, 100k một cây này, có kèm thêm bác là một viên pin nữa. Để về các bác hết pin thì các bác thay pin rất là dễ thôi. Các bác mở cho em cái nắp này ra này, ở đây là nắp này. Pin của nó là pin cũ áo. Đấy thì nó có sẵn một viên pin rồi và có một viên pin đi kèm, nếu mà hết pin thì bác lại lấy vào lắp. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tắt đi. Đấy, tiết kiệm pin. Đấy, cho vào cái hộp này rất cẩn thận này.
chống sốc, chống va đập ok luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề, các bác sử dụng đo đạc ở gia đình nhà mình cũng ok luôn nhá. 100k lên mã cho là cây thước kẹp điện tử. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái bộ tô vít đỏ vàng. 2, 4, 6, 7 cây. Một bộ tô vít đỏ vàng 7 cây. Giá của nó thì cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này. Bộ tô vít đỏ vàng, đỏ vàng 7 cây nhá. Giá sẽ là 130k cho một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này. Chỉ có 130.000 thôi, một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây. Đây, một bộ này sẽ gồm có là đi 7 cây vít này. 7 cây vít. Đấy, 7 cây vít. Bộ này thì chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, các bác làm điện đóm thì rất là hợp lý luôn. Đấy, rất hợp lý nhá. Chuyên dùng cho anh em thợ thuyền làm điện. Nó sẽ có là các loại đầu là đầu ba ke và đầu dẹt nhá. Đầu ba ke có, đầu dẹt có luôn. Đấy. Đây một cái cây to nhất đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Kabushi nhá. Toàn bộ đều đầu bọc cách điện rất ok. Đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt, rồi là đầu ba ke này đây, đầu ba ke đây. Đấy, đầu ba ke các bác xoáy điện đó mà thứ dùng chuyên dùng điện thì em, bộ cho em bộ này rất an toàn. Ngoài ra thì nó có một cái cây bút thử điện nhá các bác nhá, một cái cây bút thử điện để về các bác test thử điện này ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cho các bác thợ điện sửa điện, rồi là các bác sử dụng gia đình, dùng trong những cái hôm nào mà các bác sửa chữa điện đóm dùng cho an toàn. Đấy, không lo nó bị giật giữa thứ gì vì toàn bộ đều bọc cách điện mà, dùng rất an toàn luôn. Bộ tô vít đỏ vàng 7 món nhá. Đấy, 130.000 bộ này nhá, 130.000 bộ này. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng ok, cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, dùng chất lượng lắm. Lục kho. Đấy, sót kho còn hai cái ổ điện của Arika nhá, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn luôn. Cái này về cho bác cắm thiết bị điện các thứ này rất là ngon lành kinh đào. Hàng của thương hiệu Akira nhá, mã HB3K5. Đó, hàng sẽ là hàng made in Japan. Đây, mặt sau có chữ made in Japan này. Đấy, made in Japan nhá. Mắc công suất sẽ được là 3500W này, sử dụng điện 110-220V đều được các nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật nhưng mà nó là dòng ổ nên là các bác có thể cắm điện 110 hoặc là cắm điện 220 đều được luôn. Đó, đây. Dây của nó sẽ là dây dài 5m, dây rất to chắc chắn, dây cực kỳ luôn. Đấy, hàng nói chung hàng Nhật thì cứ yên tâm về chất lượng rồi, không gì phải chê cả. Đó, rất xịn sò. Đây là cái phần chân cắm nguồn này. Còn đây là cái bảng ổ điện để các bác cắm này. Nó sẽ có cắm được cho các bác tất cả các loại chân phổ thông trên thị trường này. Ví dụ như là chân dẹt, chân tròn, cái dạng 3 chân, dạng 4 chân là các bác cắm ngon lành luôn. Và cái thiết kế rất là hay của cái ổ này đó là nó sẽ có cái công tắc từng ổ một luôn. Nghĩa là các bác dùng cái công tắc nào, dùng cái ổ nào thì các bác bật cái công tắc lên, các bác cấp nguồn cho cái ổ đấy. Còn không dùng mình có thể tắt đi, nó rất là an toàn. Đấy, đôi khi ví dụ có trẻ con nó thứ chẳng may chúng nó có sờ vào thì mình tắt lên công tắc rồi thì cũng rất là yên tâm, không lo vấn đề gì cả. Còn nó còn có cả cái phần bảo vệ cái phần lỗ cắm này. Đấy, ví dụ tránh tình trạng trẻ em thứ nó chọc tay vào tiếc vào nhá. Trẻ em người già, nói chung là thiết kế rất là thông minh an toàn, có đi kèm công tắc cho từng ổ một luôn, rất thiết kế rất thông minh. Cái này thì em còn có duy nhất hai ổ thôi. Đấy, các bác nào nhanh tay vào việc luôn giúp em nhá. Đó, dây dài 5m nhá, thoải mái các bác xài sử dụng luôn. Chịu tải lên đến công suất là 3500W nhá, dùng điện 110-220 đều được. Đó, made in Japan. Cái này thì em báo giá thanh lý xả kho bác luôn. Còn hai ổ duy nhất bữa trước đang bán cho bác là hơn 300 đấy. Hôm nay em về cho bác mức giá là sẽ là đi 250.000. Đấy, ưu đãi bao ship cho bác luôn. Đó, xả kho là cần bao ship bác luôn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5. Đấy, mã của nó sẽ là U5 nhá. Mã ổ điện U5 250k bao ship. Đó. Còn mấy cái thôi. Đấy, bác nào nhanh tay vào việc chốt đơn nhanh luôn, xịn cực kỳ, dùng thích lắm. Đấy, cái này thì nói chung các bác không gì phải chê rồi. Con này dùng thích cực kỳ luôn. Đó. 250k nhá. Mã sẽ là mã U5 nhá. U5. Tiếp theo thì đây, về tiếp cho bác cái máy đọc thẻ thông minh này. Đấy, bắt đầu vào năm học rồi, rất là cần luôn. Đấy, mà đặc biệt là những cái em nhỏ giờ đang bắt đầu tập tuệ này. Đấy, cái này cái máy đọc thẻ này rất là hay, mà nó là giọng máy đọc thẻ thông minh nhá. Sẽ có là tiếng Anh và cả tiếng Việt luôn. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết nhá. Đấy. 112 thẻ với 224 từ vựng. Đây nó sẽ có là bảng cấu hình thẻ này, sẽ có thẻ động vật, thẻ giao thông, thẻ đồ vật, thẻ đồ ăn này. Nói chung là nó đầy đủ những cái sự vật hiện tượng ở trên cái thế gian này, nó có cái gì đó nó tổng hợp hết vào đây cho em luôn. Đấy, nó rất là ok về cho bác xài. Đấy thì hàng mới nguyên hộp như này. Hàng này hàng của Việt Nam nhá, công ty giáo dục Việt Nam sản xuất, rất là xịn sò. Sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm cho bác là một hộp thẻ. Đấy, một hộp thẻ như này. Và một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái con này nó chạy bằng pin. Ở đây cái này là cái sách hướng dẫn sử dụng này. Chạy bằng pin thì
À, về thì trước khi dùng thì các bác sạc pin ra vào một chút đi cho nó đầy đầy căng pin đi. Đấy, thì các bác cắm sạc vào đây. Cắm sạc đây cho em này. Đấy, sau đó là các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nguồn 5V ấy, các bác cắm vào là các bác sạc cho nó rồi. Khi mà sạc đầy pin thì các bác rút nó ra, sau đó là các bác bấm lên cho em. Đấy, đây, ở đây là nút on off này. Đấy, cái nút on off đây này, ở trên hông này, bấm này. Đấy, giữ lì các bác nhá. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, các bác thấy không? Đấy, nó có giới thiệu, sau đó là các bác lấy cho em thẻ trong hộp này ra. Đây, view em lấy một cái thẻ bất kỳ nhá. Đấy, con lạc đà này. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt này, camel động vật này. Đó, đằng sau hai mặt luôn nhá, chuột túi này, kangaroo này. Đấy, thì các bác cho cái thẻ vào đây. Con lạc đà. Đó, có thấy không? Con lạc đà. Đấy, nó có cả tiếng Anh, tiếng Việt luôn nhá. Đây, em quay lại cái thẻ này. Đấy, chuột túi nhá. Kangaroo. Đó, đấy không đây. Rút ra cắm lại này. Con lạc đà. Đấy, các bác nghe thấy không? Đó. Nó rất là thông minh nhá. Đấy, các bác cắm vào này. Chuột túi. Đấy, thấy không? Chuột túi nó báo luôn. Đấy, ngoài ra có cả phần nhạc luôn này. Đấy, các bác bấm vào đây để mở nhạc này. Đấy, rồi là nội dung các thứ này. Lặp lại nội dung này. Nói chung là đầy đủ. Nó rất là đầy đủ luôn. Đấy, cả nhạc nhiếc các thứ đầy đủ. À đâu, cái này là loa các bạn, cái này là loa, hình như không có nhạc, nó chỉ có loa thôi. Qua nha. Đó thì em vừa giới thiệu sơ qua về cái chức năng sử dụng của cái con máy đọc thẻ thông minh như này. Đó thì nói chung là nó dễ dùng lắm. Về nếu mà các bác khó dùng quá thì mình có thể mở quyển sách hướng dẫn sử dụng ra các bác xài thôi. Rất là dễ xài, dễ sử dụng nhá. Cho các bé thì mình cũng dễ xài. Tiếng Anh, tiếng Việt đủ cả luôn. Đấy, có cả âm thanh, hình ảnh đầy đủ luôn. Giá thì em báo luôn. Lên mã cho em sẽ là cái máy đọc thẻ này. Đấy, cái máy đọc thẻ thông minh cho trẻ em. Giá của nó sẽ là đi 60.000 máy này các bác nhá. 60.000 máy, giá rất là tốt mà một cái sản phẩm cho các bé này mình dùng rất là hay luôn các bác nhá. 60k một cái máy nha. Tiếp theo cũng là một cái sản phẩm cho học sinh này. Đấy, cho các bé này mình về tập tô tập vẽ này. Đấy, bắt đầu vào năm học mua về cho các bé này mình sử dụng nhá. Một cái hộp màu 150 chi tiết nha, rất nhiều màu sắc khác nhau. Rồi là dụng cụ để tô vẽ nhá, có màu nước, màu sáp này. Rồi là có cả màu nước, màu chanh các thứ này. Đấy, nói chung là nhiều mã màu khác nhau lắm. Rồi là tẩy tiết các thứ này, ghim kéo này, đầy đủ luôn. Một cái bộ như này mà giá của nó thì nói chung là nó vô cùng là hạt rẻ luôn. Đó thì một bộ này thì em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là quyển sách tô màu. Đó thì lên mã cho em sẽ là quyển sách tô màu nhá, 150 chi tiết nhá. Đấy, 150 chi tiết màu các thứ để tô vẽ này. Giá nó thì sẽ là đi 80.000 à, 70.000 nhá, chỉ có 70.000 thôi. Đấy, mua về cháu như mình học tập sử dụng. Đó, tô vẽ thoải mái luôn. Có 70.000 xài chắc là vài năm mới hết. Đấy, quá nhiều luôn các bạn. Mà đầy đủ các ấy, đây có cả bút chì màu luôn đây này, rồi là màu sáp này, màu nước các thứ này đầy đủ luôn. Là 70.000 một bộ nha. Đấy, hộp rất là đẹp luôn. Về các bác mua về làm quà, mua về biếu tặng cho các mua về cho các bé nhà mình làm quà sinh nhật các thứ rất là đẹp. Đây. Đấy, hộp rất đẹp nha. Đó, 150 chi tiết nha. Đó. 70.000 nhá, 70.000 một bộ nha. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã sạc ắc quy nhá. Lên mã em sẽ cái sạc ắc quy bình sạc cho bình 12V 5A nhá. Con này thì giá thì cũng hạt rẻ thôi. 190.000 cho một cái con sạc ắc quy 12V nha. Đấy, sạc 12V. Sạc chuyên cho bình 12V, sạc cho những bình xe máy ô tô công suất công suất của nó 12V. Đấy, 5A nhá. Sạc được bình là từ 4Ah nhá. Đấy, công suất là từ 4Ah cho đến 100Ah là các bác giải của nó, cái giải Ah đấy. Từ 4Ah này cho đến 100Ah là các bác sạc ngon lành luôn. Đấy, hàng rất là xịn. Hàng này là hàng của hãng, hàng của Foxua. Đấy, Foxua này chuyên về những cái đồ sạc bình ắc quy rất là nổi tiếng rồi. Nó là dòng sạc điện tử nhá. Và nhiều bác hỏi là cái con sạc này nó có quạt tản nhiệt không thì có luôn nhá. Đấy, có luôn, nó thiết kế rất là chỉnh chu, chắc chắn, chất lượng. Hàng hãng đàng hoàng chứ hàng trôi nổi linh tinh. Hàng hãng xuất đi rất nhiều nước đây này. À, có cả đây các bác nhìn với cái quyển sách thông tin nó bên ngày này, xuất đi rất nhiều nước này, có cả tiếng Anh này, tiếng Pháp này, đấy, Đức này, Spain, Tây Ban Nha này, rồi là Russia, Italia, nói chung là xuất toàn nó những thị trường khó tính thôi. Đấy, các bác biết về chất lượng sản phẩm nó dùng nhà rồi, rất ok luôn. Đấy, con này thì sạc bình Foxua. Đấy, điện sử dụng là 100 cho đến 240 50 60 hạt này, mắc của nó 75W nhá.
output input đấy là output ra thì là 13.8V đến 15.5V, max của nó sẽ là 5A. Đấy, sạc được bình là từ 4Ah nha cho đến 100Ah này. Nó sẽ chức năng của nó thì sẽ có chức năng là sạc sạc đầy này, tự ngắt này. Đấy, bình thường là các bác dùng những cái kia là các bác cứ phải canh canh, những cái sạc thường các bác cứ phải canh canh rất là mất công, nhưng con này là các bác cứ cắm sạc thoải mái, cắm ngày cắm đêm không lo, vì khi mà đầy là tự động nó sẽ ngắt luôn. Đấy, rồi là chống ngược cực nhá. Ví dụ như là các bác có kẹp mà bị ngược cực là con này nó sẽ báo lỗi luôn, nó sẽ báo kêu tít tít, nó sẽ bao giờ các bác kẹp đúng cực kỳ thôi. Còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là nó sẽ kêu, nó sẽ báo luôn. Rất là hay. Rồi là chức năng khử sun phát khôi sục chức năng khôi phục bình, rồi là chức năng sạc nhỏ giọt. Đấy, khi mà nó gần đầy sẽ chuyển sang chế độ sạc nhỏ giọt thì nó sẽ bảo vệ cái bình của bác sẽ được bền hơn, dùng được lâu hơn nhá. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng ưu việt trong một chiếc sạc đời mới như này. Đấy, bây giờ hầu như là bây giờ người ta chuyển qua nên xài những cái dòng đời mới rồi, nó sạc nó rất là thông minh. Đấy, nó không lo nó bị chai bình hay hỏng bình như hồi xưa sạc những cái dòng thông thường nó rất là hay nhanh hỏng bình, nhanh chai bình ấy, nhưng dòng này nó bây giờ nó sạc đời mới nó tối ưu rất là tốt luôn. Đấy, về các bác xài rất ok. Đấy, sạc bình 12V nhá, 4Ah cho đến 100Ah nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 một cái con sạc 12V nha, chuyên dùng cho bác xã ắc quy, chống ngược cực, khôi phục bình, khử sun phát, rồi là tự ngắt khi đầy bình. Đấy, rất nhiều chức năng hay ho nhá. Và giá 190. Ngoài ra thì bên em có cái mã 24V. Đấy, nếu bác nào mà có bình to hơn, muốn sạc bình to hơn thì các bác có thể tham khảo con này. Con này là con 24V, con này cũng của Foxua luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút, con này giá của nó sẽ là 280.000. Con này thì sạc những bình cỡ to hơn, bình 24V. Đấy, như là nhìn sắc của nó sẽ to hơn một chút. Đó, đây. Input này 120.4 này, output của nó sẽ là DC 12V 8A và 24V 4A nhá. Nên là các bác sạc cho bình 24V thoải mái. Những cái dòng bình to, bình 24V thì các bác mua xem con này. Còn những cái dòng bình nhỏ, bình 12V thì các bác dùng con này cũng ok. Đấy, tùy nhu cầu nhá. 12V 190.000. Còn là cái con 24V thì giá của nó sẽ là đi 280.000 thôi nhá, 280.000. Đấy, 24V này sẽ là 280k. Đấy thì tùy nhu cầu, mình thích bình nhà mình phù hợp với cái mã nào thì báo nha em. Đấy, 12V thì 190, còn 24V thì là 280 coi nhá. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đèn đầu 5 bóng này, cực kỳ nhỏ gọn mà tiện lợi, mà giá thì cũng rất là nhỏ thôi, giá cực kỳ là gọn gàng nhá. Lên mã duy em sẽ là cái đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng nhá. Giá của nó thì 40.000 một cái này, chỉ có 40.000 thôi. Giá rất là rẻ bình dân. Đấy, mua về xài gia đình. Bắt đầu đang vào mùa mưa mùa bão này. Đấy, mình cần một chiếc đèn nhỏ gọn tiện lợi, mang đi mang lại soi xét, rồi là có thể là đội được trên đầu. Nó rất là ok thì mua một con này. Đấy, mình xài trong cái tầm tiền vừa vừa là dùng con này là ok. Chỉ có 40.000 thôi mà rất là sáng luôn, sáng xa và rất nhiều chế độ sáng nhá. Đấy. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, con này thì sẽ có là 5 bóng, 1 2 3 4 5, tổng là 5 bóng nhá, sáng cực kỳ luôn. 2 bóng lại và 4 bóng này, 1 bóng này. Đấy, full tất bóng luôn này, nháy luôn này. Cực kỳ sáng, ok, cầm rất nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, có thể gặp đi gặp lại được này. Các bác đội lên đầu về các bác cài dây và xài. Còn khi mà hết pin thì mở cái phần nắp này cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây. Và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Nhà mình có cái cục sạc điện thoại 5V 2A, các bác cắm vào là các bác sạc cho nó thôi, có thế thôi. Đấy, sạc đầy pin thì mình lôi ra mình xài. 40.000 một cái này thôi, giá hạt rẻ bình dân mà dùng tiện cực kỳ. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi. Đấy, cầm tay soi cũng ok luôn. Đấy, rất là ok, dùng gia đình hợp lý nhá. 40.000 một con này. Đấy, đèn độ đầu 5 bóng nhá, đèn độ đầu 5 bóng. Giá của nó sẽ là đi 40.000, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác 40.000 các bác mua được cái con đèn này. Quá chắc chắn chất lượng mà lại giá bình dân, 40k một cái. Lên cho bác đó là cái mã máy cạo râu 9D. Đấy, máy cạo râu 9D này. Hàng rất là xịn sò. Con này thì đa chức năng lắm, dùng rất là hay nhá. Nó sẽ có là một thân máy cạo râu. Đấy, mà nó còn rất nhiều chức năng khác nhau nữa, em sẽ giới thiệu với bác từng chi tiết một luôn. Sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Mã của nó sẽ là 9D nhá, 9D. Đấy, 9D. Em báo giá luôn. Con máy cạo râu 9D này giá của nó sẽ là 100.000, 100k nhá, 100k. Mã sẽ là mã cạo râu 9D. Cứ lên mã thì em sẽ là máy cạo râu 9D nhá. 100.000 cho một con máy cạo râu 9D này. Gồm rất nhiều chức năng hay ho. Đây, sẽ gồm có là một thân máy này.
đi kèm là một dây cáp sạc này. Đấy, thân máy đây, công tắc bật tắt này. Đấy, bật. Đấy, mã sẽ là 9D. Server, server là cái công ty rất là nổi tiếng ở bên Nhật rồi. Các bạn yên tâm về chất lượng, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, nó chuyên về những cái đồ máy cạo râu rất là xịn sò như này. Đấy, và cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Thì khi mà hết pin, con này nó sử dụng pin các nhá, sử dụng pin. Hết pin thì các bác lại lấy ra, các bác cắm sạc chưa? Đó, cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm cái cục sạc điện thoại này mình các bác sạc thôi, sạc đầy các bác lại lôi ra các bác sạc. Có thế thôi. Và đi kèm này sẽ có là đầu tiên là một cái đầu cạo râu này. Đầu râu ba đầu nha, cạo cực kỳ sạch, cạo thích lắm. Đấy thì các bác dùng được, các bác cắm vào đây. Đó, cắm đúng chiều vào. Bật máy lên máy chạy này. Đấy. Và đây em sẽ mở cái này phần này ra để các bác nhìn cái lưỡi nó chạy này. Đấy. Nó là hệ ba lưỡi độc lập đấy, và có chế độ tự mài sắc nhá. Các bác không cần phải thay lưỡi này đâu. Nó có chế độ tự mài sắc, các bác càng dùng nó càng sắc, càng dùng càng sắc, dùng rất là hay. Và ba cái lưỡi độc lập này khi mà các bác cạo nó rất là nhanh sạch nhá. Đó, cạo rất là nhanh sạch. Và mình có thể mở ra mình vệ sinh. Đấy, khi mà vệ sinh xong là các bác ấn vào cho em. Đấy, và các bác bật máy lên chạy, có thấy không? Đấy, nó có cái phần nhún nhún này. Đấy, nó nhún nhún, các bác nghe tiếng kẹt kẹt không? Đấy là cái phần lưỡi nó chém vào đấy. Đó, thấy không? Nó nhún nhún khi mà cái râu nó đâm vào đây, các bác cạo cực kỳ sạch luôn. Và khi mà các bác cạo râu xong thì mình muốn chuyển sang cái đầu khác, các bác rút ra. Rút ra, các bác cắm vào cho em. Ở đây là sẽ có một cái đầu tăng đơ này. Đấy, một cái đầu tăng đơ. Một cái đầu tỉa lông mũi này. Đấy, các bác cứ cắm vào đây thôi, các bác xài thôi. Một cái đầu rửa mặt này. Đấy, nói chung là về các bác mày mò, các bác cứ mở ra các bác cắm vào là các bác xài, nó dễ dùng lắm. Đó, đầy đủ một bộ nha, cả dây sạc các thứ đầy đủ luôn, là vừa cạo râu, vừa tăng đơ, vừa tỉa lông mũi, rồi là rửa mặt các thứ rồi. Là một bộ nha, gồm rất nhiều chức năng khác nhau. Đấy, máy cạo râu đa chức năng, mã sẽ là cạo râu 9D nhá, 100.000 nhá, 100.000 một con máy nha. Các bác mua đâu được một con máy này giá chỉ 100.000 mà rất nhiều chức năng khác nhau luôn, dùng cực kỳ thích nhá. Đó. Đây rồi, em sẽ có xem video test máy cạo râu với con này này. Đấy, con 9D các bác nhìn này. Dã man không? Nó cạo sạch cực kỳ luôn các bác nhá. Cạo ngon lắm. Con này không những là cạo râu rồi tỉa lông mũi, tăng đơ, nói chung là rất nhiều chức năng trong một luôn. Đấy, các bác mua một mà được rất nhiều những cái tính năng hay ho. Đấy, mua một được mà 4 luôn nhá. Đấy, có thấy không? Sạch dã man luôn này. Đấy, con máy cạo râu đây, các bác em vừa quay bác coi đấy. Đấy, có thấy không? Sạch bong luôn. Râu rất là rậm nhá. Đấy, con này các bác cứ đi thì các bác đi thì các bác dí sát xem. Đấy, dí sát, dí đều tay nhá. Dí sát, dí đều tay là máy sẽ làm sạch rất là tốt luôn. Đấy, khi mà dùng xong thì mình có thể là mở ra vệ sinh thoải mái luôn. Đấy, rất ok nhá. Giá rất tốt, 100.000 cho con máy cạo râu 9D nha. Rất nhiều chức năng ho nhá. 100k một con. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái hộp miếng dán thải độc chân này. Cái này thì em bán khá là nhiều, một hộp này là 50 miếng, các bác về dán thoải mái luôn, giúp các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc này, lưu thông khí huyết mạch máu này. Các bác về dán vào gan bàn chân cho em nhá. Dán trực tiếp vào gan bàn chân cho em. Đó, một hộp này thì là đi 50 miếng. Lên mã thì em sẽ là cái hộp dán thải độc chân. Đấy. Giá nó sẽ là 40k các nhá, 40k. Đấy, dán thải độc chân này. Thải độc, dán thải độc gan bàn chân nhá, dán vào gan bàn chân cho em nhá. 40.000 cho một hộp miếng dán gan thải độc nha. Đó thì khi về bóc ra thì các bác bóc ra trong thì nó sẽ có là một túi miếng dán như này và một cái túi thuốc như nào nhá. Thì về các bác bóc ra cho. Đấy, bóc ra như này. Thì ở trong này sẽ có là cái túi thuốc nha. Đấy, túi thuốc này. Về các bác bóc cái lớp băng keo này ra. Đấy, bóc nó ra. Ở đây nó có một cái lớp keo này. Đấy, các bác dính nó vào đây. Dính cái phần chữ này nó ốp vào cái phần băng keo dính nhá. Còn cái phần còn lại nó dính, các bác ốp trực tiếp vào trong cái gan bàn chân nha. Đó, ốp trực tiếp vào trong gan bàn chân nhá. Ốp trực tiếp trong gan bàn chân nha. Đấy, và các bác dán trước khi đi ngủ và lúc nào mà sáng ngủ dậy là các bác lột nó ra. Đấy, có thế thôi là các bác bỏ đi cho em là xong. Rất ok, dùng rất là lành tính. Thành phần từ thiên nhiên, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Hộp miếng dán thải độc chân nhá. Đây này, ở đây nó hướng dẫn sử dụng luôn nè. Đó. Một hộp này thì là 50 miếng, giá của nó sẽ là 40.000 một hộp thôi. Giá rất là rẻ đây, 50 miếng các bác nhá. Đây các bác cùng xem công dụng của nó này. Dán ngải cứu là lòng bàn chân ngủ rất ngon. Một hộp này là gồm có 50 cặp. Gồm có miếng ngải cứu và miếng keo để dán. Và cái miếng ngải cứu này nhá, thành phần rất lành tính từ thiên nhiên, như là ngải cứu này, than tre này, vỏ cam này và dược liệu những giúp mình ngủ ngon. Này còn thải độc, những ai hay mất ngủ, đổ mồ hôi, hôi miệng, đau nhức mình mẩy, dán cái này vào thải độc rất tốt. Bình thường mình đấy, giá rất là hợp lý và dùng rất là nhiều, rất là nhiều công dụng khác nhau luôn. Đó, một hộp miếng dán thải độc, một hộp miếng dán thải độc là đi 50 miếng nha, giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, 50 miếng luôn.
cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp dán thải độc chân nhá. Đấy, dán thải độc chân 50 miếng 40 ngàn một hộp, dùng rất tốt cho sức khỏe nhá. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15 ngàn một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. À, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30 ngàn một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30 ngàn một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30 ngàn một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5 ngàn một quả thôi. Đấy, 5 ngàn một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5 ngàn một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30 ngàn. Vâng, thì chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong, quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình, các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60 ngàn một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60 ngàn, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác, là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60 ngàn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60 ngàn. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60 ngàn. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhé. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì
niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó phải siêu bền luôn. Đấy, có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn dì của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, qua nhanh với mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ rồi các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nhá các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mãi em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi.
Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, à hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính đúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn các bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn chợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to, kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá. Kính lúp có đèn báo.